vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 45. Đồng thời hào hùng vạn trượng còn có tài xế đứng ở xa xa, họ Trạm tên Mục Tư, Trạm thị Chiến Long Đảo, ở Chiến Long Đảo có địa vị rất quan trọng. Trạm Mục Tư cười lạnh nhìn chằm chằm phía trước, thứ không biết điều. Mặc dù hắn biết Sở Trần dùng sức một mình đánh bại Long Hổ Song Hiệp của phái Bắc Đẩu, nhưng Trạm Mục Tư vẫn tỏ vẻ xem thường Sở Trần. Hai người tuổi tác tương tự nhau, Sở Trần càng thêm ưu tú, đây không thể nghi ngờ là ngươi cường đại hơn nữa để làm gì, sau lưng ta có Chiến Long Đảo cường đại hơn. Khóe miệng Trạm Mục Tư lạnh lùng nhếch lên, Sở Trần ưu tú hơn hắn không sai, thế nhưng, Sở Trần rất nhanh sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Đây là sự kiêu ngạo cần thiết khi thân là đệ tử Chiến Long Đảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Trần đã đặt mình trong vòng vây của Trục Lãng Tam Tiên. Trạm Mục Tư căn bản không thấy rõ hình ảnh chiến đấu trong gang tấc, hoa cả mắt, tiếng quyền cước va chạm không ngừng truyền ra. Ngoại trừ Trạm Mục Tư ra, còn có mấy đệ tử Chiến Long Đảo, nhìn trận chiến này không chớp mắt. Trục Lãng Tam Tiên đại chiến cửu huyền Sở Trần. Chiến đấu ngay từ đầu đã bày ra trình độ đỉnh cao của hai bên, những đệ tử Chiến Long Đảo này không khác gì Trạm Mục Tư, đều chỉ có thể giang tay, khoanh tay đứng nhìn, lặng lặng chờ đợi chiến đấu chấm dứt, đương nhiên. Bọn họ đối với Trục Lãng Tam Tiên có lòng tin tuyệt đối. Võ giả nội địa so sánh với võ giả ngoài biển, quả thực chính là đóa hoa nuôi trong phòng ấm, căn bản không thể so sánh. Trạm Mục Tư híp mắt, như vậy có thể thấy rõ hình ảnh của khoảng cách chiến đấu. Hắn không thể không thừa nhận, Sở Trần thân pháp tinh diệu vô cùng, thế nhưng, kỹ năng võ thuật của Chiến Long Đảo, không sợ nhất chính là thân pháp tuyệt diệu. Phá Lãng Thiên Trọng Xích, Trạm Mục Tư híp cười, đây là tuyệt học của Chiến Long Đảo. Một bộ võ công tuyệt học theo chiến đấu tiến hành, uy lực sẽ càng lúc càng lớn, giống như sóng lớn trên biển, một lần liên tiếp một lần, cuối cùng hình thành sóng to gió lớn, kinh thiên động địa. Bởi vậy, sự đồng thuận của giới võ giả, chiến đấu với võ giả Chiến Long Đảo, thời gian càng kéo dài, lại càng thêm bất lợi. Trong mắt Trạm Mục Tư, Sở Trần lúc này giống như một chiếc thuyền nhẹ phiêu đãng trên biển, tuy rằng trước mắt còn có thể né tránh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị sóng lớn ngập trời bao phủ. Sở Trần thế thua đã định, Trạm Mục Tư cười mở miệng, đi về phía trước vài bước, để nhìn càng rõ ràng hơn một chút, Sở Trần đã bị Trục Lãng Lam Tiên hình thành thế vây công vây quanh, muốn phá vòng vây cơ bản là không có khả năng, trừ phi, có người từ bên ngoài ra tay, giúp hắn đối phó Trục Lãng Tam Tiên. Vừa dứt lời, Trạm Mục Tư đột nhiên tiến lên một bước. Trong tay hắn lấy ra một trọng thước, tư thái bổ hoa sơn vô cùng đoan giản thô bạo, bổ về phía sau Trục Lãng Tam Tiên, a. Trong mắt Trạm Mục Tư gắt gao mở to, hô to ra tiếng, ta không khống chế được kỹ năng của ta a. Các đệ tử Chiến Long Đảo xa xa đều nhìn ngây người. Trạm Mục Tư là nội ứng, bịch, dưới sự quấy rối của Trạm Mục Tư, trọng thước của hắn nặng nề đánh sau lưng Trạm Hải hộ pháp, Trạm Hải phẫn nộ quay đầu lại, hắn đương nhiên biết lúc này Trạm Mục Tư không khống chế được, nhưng chính tiểu tử này đột nhiên ra tay, khiến bọn họ phân tâm, cắt đứt đà tiến công của bọn họ. Nếu đổi lại là những người còn lại, Trạm Hải hộ pháp hoàn toàn có thể thuận thế đánh bay hắn lại tiếp tục vây công Sở Trần, nhưng quan hệ giữa Trạm Mục Tư và Trạm Hải rất thân cận, hắn thật sự không xuống tay được, chỉ có thể đánh hắn một thước. Cút đi, Trạm Hải giận dữ quát, ta khống chế không được kỹ năng của mình a. Trạm Mục Tư lại hô to một tiếng, trọng xích trong tay lại giơ lên, đánh về phía Trạm Hải hộ pháp. Đồng thời, phía sau, Sở Trần cũng ra tay đánh trả. Cửu huyền bí thuật, thiên tàn ảo ảnh, thân ảnh biến ra vô số hư ảnh, đa tạ huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Dầm dầm dầm, luận trình độ nội lực thâm hậu, Sở Trần hiện giờ không hề thua kém tông sư giai đoạn sau, dưới sự phản kích của Sở Trần, Trục Lãng Tam Tiên bị trùng kích. Hơn nữa Trạm Mục Tư là kẻ gây rối, thỉnh thoảng duỗi một thước. Đây là thuật cách không khống chế vật lý của phái kỳ môn thiên cơ. Trạm Hải hộ pháp ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Sở Trần, khó trách có lời đồn. Người chính là đạo tặc Hỏa Yến, trộm cắp nhiều tuyệt học môn phái, cái khác không nói, hành động này của ngươi cũng đã phạm phải đại kỵ của giới võ giả, hôm nay Chiến Long Đảo sẽ thay trời hành đạo, Trạm, lời còn chưa dứt, trọng xích của Trạm Mục Tư cũng đã chém xuống, đổ ập xuống, đập về phía Trạm Hải hộ pháp, ta, thực sự, thật sự, khống chế không được kỹ năng của ta a. Trạm Mục Tư muốn khóc, hắn chỉ là một ngòi xem kịch, loại chiến đấu cấp bậc này làm sao có liên quan đến hắn. Nếu như không phải thân phận của hắn đặc biệt, Trục Lãng Tam Tiên chiếu cố hắn, hắn đã sớm xong đời. Nhưng bây giờ, ánh mắt Trục Lãng Tam Tiên nhìn hắn càng ngày càng không kiên nhẫn.
Rốt cục, vẫn là Trạm Hải hộ pháp tự mình ra tay, một cước đá Trạm Mục Tư ra ngoài, nếu để Trạm Mục Tư quấy rối như vậy, nói không chừng hôm nay bọn họ sẽ bại trong tay Sở Trần. Thời gian giao thủ ngắn ngủi, Trục Lãng Tam Tiên đều cảm nhận được thực lực đáng sợ của Sở Trần. Trạm Mục Tư kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 mét ngã xuống đất, cú ngã này cũng không nhẹ. Trạm Hải đương nhiên cũng rõ, nhưng nếu như không xuống tay tàn nhẫn một chút, Trạm Mục Tư bị đạp bay ra ngoài, còn ở trong phạm vi khống chế cách không của Sở Trần, còn có thể đánh trở lại. Trạm Mục Tư đầu vỡ máu chảy, thống khổ kêu rên, nằm trên mặt đất, mở mắt ra, thấy Sở Trần lại cố ý di chuyển về phía hắn. Trạm Mục Tư lúc này không để ý đau đớn, thê thảm kêu to một tiếng, đứng lên chạy về phía sau, yêu thuật kỳ môn. Trạm Mục Tư phẫn uất sống giận, Chiến Long Đảo quả nhiên hiệp nghĩa, đối với người của mình cũng không nương tay chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Trần cảm thán, ta vừa nhìn người vừa rồi chính là làm việc ác bị coi thường. Người mới hèn hạ, Trạm Mục Tư phẫn nộ, muốn xông lên liều mạng với Sở Trần. Trục Lãng Tam Tiên công kích đã một lần nữa vây quanh Sở Trần. Sở Trần bỗng nhiên giơ tay lên, xe ven đường bay lên, ném tới Trục Lãng Tam Tiên, chính mình cũng thi triển Nghênh Phong Liễu Bộ né tránh một đợt thế công này. Anh đã thử qua thủ đoạn vây công của Trục Lãng Tam Tiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho đối phương hình thành thế vây công. Sau khi lắc lư một chiêu, Sở Trần lắc mình xông về phía rừng cây nhỏ bên cạnh. Muốn chạy, thân ảnh Trạm Hải hộ pháp xẹt qua một đạo cầu vồng màu xanh, theo sát thân ảnh Sở Trần tiến vào rừng cây. Trong khoảnh khắc này, Trạm Hải hộ pháp cảm giác hình ảnh trước mắt mình đột nhiên thay đổi, không phải rừng cây nhỏ, mà là một vách núi, lại đi về phía trước một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Trạm Hải hộ pháp trực tiếp cả người mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, mình cùng hai người khác đã mất liên lạc. Kỳ môn huyễn trận, Trạm Hải hộ pháp lập tức hiểu ra, đồng tử khiếp sợ, hét lớn, đồng thời trong tay lấy ra trọng xích, ra sức đánh. Hắn không nghĩ tới, Sở Trần từ lúc tiến vào tiểu rừng cây trong phút chốc, liền để lại cho hắn một cái trận pháp cạm bẫy như vậy. Trạm Hải hộ pháp tin, hai người còn lại, giờ phút này gặp phải nhất định giống như hắn. Trục Lãng Tam Tiên, liên hợp vây công, bọn họ có lòng tin đánh bại Sở Trần. Nhưng nếu chỉ là đơn đả độc đấu, nhất định phải nhanh chóng phá trận, Trạm Hải hộ pháp toàn lực trùng kích. Hắn đối với trận pháp không hiểu, nhưng trận pháp bình thường căn bản giữ không nổi cường giả tông sư giai đoạn sau, cho dù trận pháp huyền diệu, cũng có lực lượng giới hạn nhất định, vượt qua giới hạn, trận pháp sẽ được phá, Trạm Hải hộ pháp dùng chính là thủ đoạn đơn giản thô bạo phá trận, hắn cũng tin, trận pháp này ngăn không được hắn ba lần công kích. Quả nhiên. Sau khi Trạm Hải hộ pháp phát động kích thứ ba, hình ảnh trước mắt giống như cảnh tượng huyền ảo vỡ vụn. Sở Trần, chạy đi đâu? Trạm Hải hộ pháp nhìn chằm chằm Sở Trần gần trước mắt, ánh mắt phát ác, hăng hái, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sở Trần mỉm cười, ta cũng muốn nhìn xem, Trục Lãng Tam Tiên bẻ gãy hai cánh, còn có bao nhiêu năng lực? Đồng tử Trạm Hải hộ pháp đột nhiên co rụt lại, ánh mắt đảo qua, sắc mặt chợt đại biến. Hai người khác dĩ nhiên đã ngã trên mặt đất, sống chết không biết. Sở Trần trong thời gian ba kích của hắn, đã giải quyết hai người trong Trục Lãng Tam Tiên. Lực bạo phát khủng bố như vậy, Trạm Hải ngẩn ra, trong nháy mắt này, Trạm Hải có loại cảm giác đối mặt với sóng lớn không thể ngăn cản trong biển rộng, mơ hồ mờ mịt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trước mắt rõ ràng chỉ là một gương mặt trẻ tuổi, hắn làm sao có được sức lực đáng sợ như vậy. Cho dù là cái gọi là siêu phẩm động tiên, cũng không có khả năng làm cho thực lực của người ta tăng trưởng khủng bố như thế. Trạm Hải đứng, không nhúc nhích, lúc này, một bóng người xông vào rừng cây, chính là Trạm Mục Tư. Hắn nhìn thấy Sở Trần chạy vào rừng cây nhỏ, Trục Lãng Tam Tiên đuổi theo, lúc này cũng bất chấp thương thế của mình, chần chờ một hồi, quyết đoán lựa chọn tiến vào rừng cây nhỏ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Trục Lãng Tam Tiên dẫm Sở Trần ở dưới chân. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt Trạm Mục Tư là một thân ảnh cao lớn cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng nghiêng về phía hắn, ánh mặt trời khúc xạ vào rừng cây nhỏ, chiếu vào khuôn mặt hắn, đặc biệt nổi bật. Trạm Mục Tư lập tức dừng lại, đây không phải là hình ảnh hắn muốn nhìn thấy. Sở Trần đang đứng yên, vậy Trục Lãng Tam Tiên đâu? Trạm Mục Tư còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xung quanh, cái loại cảm giác không khống chế được bản thân lại một lần nữa vào tới, sắc mặt Trạm Mục Tư lúc này đại biến, chỉ lo xông vào rừng cây nhỏ, lại quên mất. Yêu thuật kỳ môn, của Sở Trần, Trạm Mục Tư vọt về phía Trạm Hải,
thanh âm còn chưa kịp hô lên, Trạm Hải cũng đã âm trầm vẻ mặt giống giận, câm miệng. Trạm Mục Tư mặt đầy nước mắt phung trọng xích chém về phía Trạm Hải. Trạm Hải phẫn nộ, lại một cước đá Trạm Mục Tư ra khỏi rừng cây nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong nội tâm Trạm Hải có loại cảm giác cực độ nguy hiểm lan tràn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa muốn tránh né, nhưng đã không kịp, trên người có mấy chỗ, bị kim bạc tập kích. Kim châm độ mệnh thuật, hắn rốt cục hiểu được vì sao hai người khác lại bị Sở Trần giải quyết nhanh như vậy. Sở Trần đầu tiên là dùng kim châm độ mệnh thuật trực đâm thẳng vào huyệt yếu, sau đó áp dụng đánh gần, đây cũng là thế công mà hiện tại Trạm Hải đang phải đối mặt. Rầm rầm rầm, Trạm Hải liên tục lui về phía sau, cuối cùng bị đánh ngã, đập gãy một thân cây, ngã xuống đất. Khi Trạm Hải ngẩng đầu lên lần nữa, Sở Trần đã đi tới trước mặt hắn, trả lời ta một câu. Thần sắc Trạm Hải trầm xuống. Sở Trần sau đó nói, cường giả khí tức cảnh ra biển, vì sao đều mất liên lạc. Vừa dứt lời, Trạm Hải theo bản năng nhìn Sở Trần một cái, tại sao ta phải nói cho ngươi biết. Không nói liền chết, Sở Trần thản nhiên trả lời. Mí mắt Trạm Hải đột nhiên nhảy dựng lên, hắn quên mất người trước mắt này cũng là một người ngoan độc. Nghe nói một trong những long hổ song hiệp của phái Bắc Đẩu, là Trần Chuồng rời khỏi trang viên của hắn. Trạm Hải hít sâu một hơi. Nếu như ta nói, ta cũng không biết. Ánh mắt Sở Trần nhìn chăm chú vào Trạm Hải, kim bạc đầu ngón tay lóe lên hào quang. Ta thực sự không biết. Trạm Hải rốt cục hạ thấp tư thái của mình, vội vàng lo lắng nói thêm, Chiến Long Đảo mặc dù là nơi tụ tập lớn của các cường giả khí tức cảnh ra biển, nhưng mục tiêu của bọn họ cũng không phải là Chiến Long Đảo, mà là đảo thần bí sâu hơn trong biển. Nghe nói trong đảo thần bí xảy ra biến cố khó lường mới dẫn đến tất cả cường giả khí tức cảnh bị kẹt, không có cách nào đi ra, kể cả khí tức cảnh của Chiến Long Đảo ta cũng mất liên lạc. Sở Trần còn đang nhìn chằm chằm Trạm Hải. Trạm Hải nhiều lần cam đoan lời mình nói. Sở Trần không để ý tới Trạm Hải nữa, mà xoay người đi tới, đánh thức một chục lãng tam tiên đã hôn mê. Cùng một câu hỏi, đối phương cũng trả lời giống nhau. Cường giả khí tức cảnh, là ở thần bí đảo xảy ra chuyện. Điều này kỳ thật cũng giống như suy đoán trong lòng Sở Trần. Mặc dù khu vực biển là địa bàn của Chiến Long Đảo, nhưng Chiến Long Đảo không có khả năng dựa vào sức mình, có thể đồng thời khắc chế phái cường giả ba phương Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn. Sở Trần trầm ngâm, lúc này, bỗng nhiên, Sở Trần ngẩng đầu lên, nhận thấy xa xa có một đạo khí tức cực mạnh đang tới gần, Trạm Hải cũng nhận ra, đột nhiên đứng lên. Lòng bàn tay Sở Trần xuất hiện mấy tấm bùa, đột nhiên vung ra, trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ vang vọng rừng cây. Khói bốc lên cuồn cuộn, đám người Trạm Hải bị sặc đến ho khan liên tục, chật vật không chịu nổi. Một cơn gió mạnh xẹt qua, một thân ảnh mặc áo bào đen xuất hiện trong rừng cây, ánh mắt như điện, khí tức trải rộng khắp rừng cây, cuối cùng rơi vào trên người Trạm Hải, Sở Trần chạy rồi. Người tới cường giả Chiến Long Đảo, Trạm vô địch, võ đạo tông sư đứng thứ ba, tồn tại cấp bậc tông sư đỉnh cao. Sở Trần nhận thấy được khí tức của người này, trước tiên bỏ chạy. Hắn, chạy rồi, Trạm Hải cảm giác có chút cô đơn, trục lãng tam tiên liên thủ, lại cũng nằm trong tay Sở Trần. May mắn lần này đội ngũ Chiến Long Đảo ra biển, đối với thiên cơ huyền trận nhất định phải được, phái ra đội hình mạnh nhất. Ánh mắt Trạm vô địch hiện lên một tia lửa giận, ánh mắt đảo qua hai người khác, cùng với Trạm Mục Tư bên ngoài rừng cây, đường đường là Chiến Long Đảo, lại bị một hậu bối cửu huyền đùa giỡn, các ngươi thật sự nên trở về xem xét lại mình đi. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ, Trạm Hải cùng Trạm vô địch cùng huyết thống. Sở Trần lần này chạy trốn, cũng sẽ không dễ dàng một mình xuất hiện. Nếu hắn muốn lựa chọn đối mặt với võ giả thiên hạ ở Thanh Phong Quan, như vậy, chúng ta liền thành toàn cho hắn. Trạm vô địch lạnh lùng mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, không cần phải che giấu hành tung của chúng ta nữa, chúng ta quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài, muốn trợ giúp võ giả thiên hạ, lấy được thiên cơ huyền trận. Vâng, đại sư huynh, Trạm Hải vội vàng gật đầu, sâu trong mi mắt hiện lên một tia không cam lòng. Trận chiến thất bại. Chỉ có thể cùng hai môn phái khác cùng hưởng thiên cơ huyền trận. Về phần các môn phái còn lại, Trạm Hải chưa từng suy nghĩ qua. Cái gọi là vui cả thiên hạ, chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn cuống của Sở Trần mà thôi. Một khi Sở Trần thật sự giao ra thiên cơ huyền trận, thật sự có thể lấy đến tay, cũng chỉ có ba đại môn phái, còn lại các đại môn phái muốn chia một chén canh, căn bản không có khả năng. Ngoài ra, chú ý đến hai môn phái khác, Trạm vô địch thản nhiên nói, giới võ giả hiện nay, khí tức cảnh bị kẹt, hơn nữa, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra. Cửu huyền môn,
phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn, Chiến Long Đảo, bốn đại thế lực, bên nào dẫn đầu có người đột phá đến khí thức cảnh, liền có được quyền nói chuyện trong giới võ giả. Điều này đối với chúng ta mà nói, là cơ hội, trong bốn thế lực lớn, thế lực Chiến Long Đảo chúng ta tiếp cận khí thức cảnh gần nhất. Chúng ta phải giành được cơ hội trước. Nói ra, Sở Trần thật sự là ích kỷ. Trạm Hải nói, nếu như hắn sau khi đạt được thiên cơ huyền trận, trước tiên mang về cửu huyền môn, có lẽ cửu huyền môn có thể nhanh hơn chúng ta một bước, đột phá đến khí thức cảnh. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù hối hận, cũng không kịp. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trạm Vô Địch dặn dò một câu, xoay người rời đi. Trạm Mục Tư khập khiễng đi vào rừng cây nhỏ, sư bá Vô Địch rời đi rồi sao? Trạm Mục Ti nghiến răng nghiến lợi, Sở Trần kia chạy thật nhanh. Trạm Hải đi tới, tát Trạm Mục Tư, ba một tiếng, một cái tát lớn, tôi luyện ý chí lực của ngươi tốt một chút, nếu không, hai ngày sau tại Thanh Phong Quan, ngươi lại bị Sở Trần khống chế. Trạm Hải giống giận, thanh âm chấn động bên tai Trạm Mục Tư. Màng nhĩ Trạm Mục Tư đều mơ hồ đau nhức, nhưng, những lời này của Trạm Hải cũng nhắc nhở hắn. Nếu như hai ngày sau ở Thanh Phong Quan, dưới sự chú ý của vạn người, hắn bị Sở Trần khống chế, không chỉ là thể diện của mình mất đi, mà thanh danh Chiến Long Đảo cũng bị quét sạch. Yên tâm, trong vòng hai ngày ta nhất định sẽ mài rũa ra ý chí sắt thép, tuyệt đối không để yêu thuật của Sở Trần xâm nhập. Trạm Mục Tư chấn thanh mở miệng, Trạm Hải liếc mắt nhìn hắn một cái, hai ngày sau ở Thanh Phong Quan, người vẫn nên tận lực quan sát từ xa đi. Trạm Hải thật sự không có lòng tin vào hắn, thần sắc Trạm Mục Tư biến ảo một chút, hắn không phục, Trạm Mục Tư âm thầm thề, hắn nhất định phải mang ý chí của hắn đến Thanh Phong Quan. Sau khi đoàn người Trạm Hải rời khỏi rừng cây, trên đường cao tốc xa xa, có một chiếc taxi vẫn dừng lại, không nhúc nhích. Không ai nhận thấy rằng có một người đàn ông ngồi bên trong xe taxi. Hắn cơ hồ chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, giờ này khắc này, ánh mắt tràn đầy chấn động. Chiến Long Đảo vốn đã đến từ sớm, hơn nữa, thế tới mãnh liệt. Người này cũng là người trong giới võ giả, đến từ một môn phái bình thường. Sở Trần thật sự là lợi hại, Long Hổ song hiệp phái Bắc Đẩu, Không Hạc Đại Sư Đạt Ma Sơn, Trục Lãng Tam Tiên Chiến Long Đảo, lại đều trước sau bại trong tay Sở Trần. Buổi sáng, tin tức Sở Trần đánh bại Trục Lãng Tam Tiên truyền khắp thiên thành. Giới võ giả chấn động, các thế lực môn phái và phái Bắc Đẩu từ lâu đã tìm kiếm tin tức Chiến Long Đảo rất nhanh đã tập trung lại. Chiến Long Đảo lòng dạ đáng chém, quả nhiên muốn nhanh chân lên trước. Mộ Dung Thừa Phong cười lạnh, đáng tiếc, bọn họ cũng đánh giá thấp thực lực của Sở Trần. Nghe nói cuối cùng Trạm Vô Địch xuất hiện, Sở Trần đã chạy trốn. Đặng Kiệt Hổ trầm giọng mở miệng, đầu lông mày Mộ Dung Thừa Phong nhấc lên, bảng võ đạo tông sư, Trạm Vô Địch xếp thứ ba. Mà hắn xếp thứ tư, thế nhưng, đều là thực lực tông sư đỉnh phong, cái gọi là bảng xếp hạng võ đạo tông sư, chỉ là một tham khảo mà thôi, hai bên nếu như đánh một trận, vẫn phải xem phát huy tại hiện trường, chi tiết quyết định thành bại. Mộ Dung Thừa Phong tỏ vẻ cũng không kiêng kỵ Trạm Vô Địch. Chiến Long Đảo trộm gà không thành lại mất nắm gạo, Trục Lãng Tam Tiên bại trận, hành tung của bọn họ cũng bại lộ ra. Chỉ chờ hai ngày sau tại Thanh Phong Quan, ai có thể tranh đoạt cơ hội trước? Bầu trời thiền thành, mây đen dày đặc, gió mạnh thổi qua, khi bên ngoài mưa gió sắp đến, Sở Trần đã trở về biệt thự. Tống Nhan mấy ngày nay cũng sẽ không rời khỏi biệt thự, sau một buổi tối nghỉ ngơi, cô cảm giác sức lực trên người mình lại tăng lên không ít, nhưng từ bề ngoài mà xem, thân thể của cô cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Điều này làm Tống Nhan an tâm không ít, cô từng lo lắng, khí lực của mình tăng lên, thân thể có thể theo đó trở nên khác, ví dụ như cường tráng vân vân. Sự thực chứng minh, cũng không có. Hơn nữa, ở trong mắt Sở Trần, trên người Tống Nhan tràn ngập một cỗ khí chất xuất trần, như hoa sen trong ao. Đây có lẽ là nguyên nhân tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, Tống Nhan dĩ nhiên có loại cảm giác đạo môn tiên khách. Về rồi à, Tống Nhan ôn nhu rót cho Sở Trần một chén trà. Sở Trần nhìn Tống Nhan, cảm thán, bà xã, nếu như em mặc đạo bào mà nói, quả thực chính là tiên cô hạ phàm, cũng chính là đạo tông giới võ giả hiện nay xuống dốc. Nếu không, người của đạo tông nhìn thấy em, phỏng chừng phải phụng em làm tông chủ đạo tông. Tống Nhan nói, nào có khoa trương như vậy, một chút khoa trương cũng không có. Sở Trần nghiêm túc trả lời, anh cũng cảm thấy kỳ quái, đạo môn nhiếp sinh công rõ ràng là song tu công pháp, vì sao Tống Nhan tu luyện sẽ sinh ra loại khí chất này, mà anh cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì trên người mình kiêm tu công pháp nhiều quá,
mà Tống Nhan trước khi tu luyện đạo môn Nhiếp Sinh Công, là một người bình thường, thân thể cực kỳ thuần túy. Có lẽ, là trên người em còn có bí mật anh không biết. Sở Trần sau khi uống trà, đặt Tống Nhan lên ghế salon, vẻ mặt vùi vào nơi tăm tối của khúc đường, thăm dò bí ẩn không biết. Mưa xối xả tầm tã, cơn mưa rơi từ ngày đến đêm, phố lớn ngõ nhỏ của Thiền Thành, không ít đường phố, dòng nước tích tụ. Đều ướt đẫm, biệt thự tổ ấm nhỏ, thanh âm Sở Trần loáng thoáng truyền ra. Lại đến nửa đêm, mưa lớn bắt đầu dừng, biệt thự tổ ấm nhỏ, yên tĩnh không tiếng động. Sau khi Sở Trần xuống giường, đi ra khỏi sảnh nhỏ, khoanh chân ngồi. Một ngày khổ tu, thực lực lại tăng không ít, tiến thêm một bước về tông sư giai đoạn sau. Sở Trần lấy cảnh giới tông sư giai đoạn giữa có thể đánh bại ba tông sư giai đoạn sau Trục Lãng Tam Tiên liên thủ, anh có tự tin, nếu như mình bước vào tông sư giai đoạn sau, có thể cùng đỉnh phong giới võ giả hiện nay đánh một trận. Chẳng qua, thời gian ngắn ngủi 2-3 ngày, Sở Trần tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào đột phá đến tông sư giai đoạn sau. Cường giả đỉnh phong ba đại môn phái, Sở Trần chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người Liễu Như Nhạn cùng với viện quân Cửu Huyền Môn. Lại nói tiếp, cũng không biết Trương đạo trưởng có thành công liên lạc với Cửu Huyền Môn hay không. Một lát sau, Sở Trần mở mắt ra. Anh muốn ra ngoài sao? Tống Nhan đi ra khỏi phòng. Sở Trần gật đầu, còn phải đến quán nhỏ Tinh La chế tác thêm một ít bùa. Thuận đường còn phải bố trí thiên cơ huyền trận cho Liễu tỷ tỷ một lần. Nửa đêm, trang viên Liễu ra, tường vây quen thuộc, bóng dáng giống nhau, động tác giống nhau, trèo tường tiến vào. Đến rồi, hắn lại đến. Một cửa sổ nhỏ trên gác mái, khuôn mặt xinh đẹp ngồi xổm canh gác một đêm đột nhiên xanh mét, hừ, ác đồ. Liễu Thiên Thiên trơ mắt nhìn Sở Trần gõ cửa phòng cô cô. Cô cô tựa hồ có chút khẩn cấp, ngươi làm sao giờ mới đến? Có chút chuyện trì hoãn. Nhanh nhanh vào, ta không đợi được nữa rồi. Cửa phòng đóng lại, chương 1059, đêm trước tuy rằng đêm rất yên tĩnh, nhưng Liễu Thiên Thiên không nghe thấy thanh âm trong phòng. Một giờ sau, Sở Trần đẩy cửa ra, thần thanh khí sảng, nhìn qua tâm tình cực tốt. Vừa đi được vài bước, Sở Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng gác mái nhỏ, vẫy vẫy tay, tiểu độc nữ, muộn như vậy còn không ngủ, có phải có lửa giận trong lòng hay không, có muốn tôi cho cô một châm hay không? Danh hiệu của Sở Nhất Châm cũng không phải là hư danh. Liễu Thiên Thiên xì một tiếng, khóa chặt cửa gạch dưới ị so. Phòng hỏa phòng đạo phòng Sở Trần. Liễu Thiên Thiên thủy chung nghĩ không ra chính là, cô vì sao lại lưu luyến Sở Trần như vậy, ngay cả chờ không kịp loại lời xấu hổ này cũng có thể nói ra miệng. Chẳng lẽ, Sở Trần thật sự lợi hại như vậy? Trong mắt Liễu Thiên Thiên bỗng nhiên mở to tròn, mình đang nghĩ gì đây? Phi phi phi, Liễu Thiên Thiên thu hồi tâm thần, đặt ánh mắt ở trên mặt bàn Độc Vương Tâm Kinh. Đây mới là con đường mình muốn đi. Còn một ngày nữa, Liễu Thiên Thiên tự nói, cô cũng không biết vì sao mình lại nhớ kỹ ngày này. Hơn nữa, mấy ngày nay, Liễu Thiên Thiên cũng đang liều mạng nghiên cứu Độc Vương Tâm Kinh, tăng thực lực của mình. Cô có một ý nghĩ. Tại thời điểm Sở Trần cùng các đại môn phái ước chiến tại Thanh Phong Quan, nàng cũng đi qua. Liễu Thiên Thiên không dám nói với cha, thậm chí ngay cả Liễu Mạn Mạn cũng không đề cập một câu, sợ bị bọn họ ngăn cản. Cô biết một khi xuất hiện có ý nghĩa gì, nếu như không phải cùng các đại môn phái kia vây công Sở Trần, đó chính là giúp đỡ Sở Trần, đối kháng các đại môn phái. Thanh Phong Quan một ngày sau, không ai có thể chọn trung lập. Nhưng Liễu Thiên Thiên vẫn muốn đi. Hai tay cầm Độc Vương Tâm Kinh khó hiểu, Liễu Thiên Thiên xoay người đi ra sảnh bên phòng, sảnh bên là nơi Liễu Thiên Thiên điều chỉnh độc dược. Dựa vào thực lực, cô căn bản không có khả năng giúp được cái gì. Thủ đoạn duy nhất, chính là độc. Có lẽ, cô có thể làm cho Độc Vương Tâm Kinh thất truyền nhiều năm, tái hiện trong Thanh Phong Quan. Dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp còn có chút non nớt này của Liễu Thiên Thiên, đặc biệt nghiêm túc. Màn đêm dần dần phai mờ. Sở Trần lại một lần nữa đi ra khỏi quán nhỏ Tinh La. Chỉ có điều, lần này, cho đến khi trở lại biệt thự, một đường cũng không bị chặn lại. Thậm chí bên ngoài biệt thự tống ra một bộ phận võ giả, thần sắc nghi hoặc nhìn Sở Trần đi vào biệt thự, anh ta ra ngoài khi nào. Không ai đi truy tìm chân tướng Sở Trần vì sao lại đột nhiên từ bên ngoài trở về, bởi vì đã có tin tức truyền ra, Chiến Long Đảo, Đạt Ma Sơn cùng với phái Bắc Đẩu liên hợp lên tiếng, ngày mai 12 giờ trưa. Trước chính điện Thanh Phong Quan, Sở Trần nhất định phải chia sẻ thiên cơ huyền trận với võ giả thiên hạ. Thậm chí võ giả trước cửa biệt thự tống ra ít đi rất nhiều, phần lớn ánh mắt đều đã tập trung ở Thanh Phong Quan. Trưa mai,
chính là lúc Sở Trần quyết chiến với các đại môn phái. Bọn họ cũng biết trong lòng, Sở Trần sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trận chiến ngày mai, tuyệt đối đặc sắc, mặc dù cường giả ba đại môn phái đều xuất hiện, liên hợp các đại môn phái trong giới võ giả, nhưng thực lực của Sở Trần không kém a. Nghe nói trận chiến ba ngày trước của Sở Trần, hơn 500 võ giả ngã xuống dưới chân Sở Trần, thực lực của người này gần như yêu nghiệt. Trục Lãng Tam Tiên ở trước mặt Sở Trần, ngay cả bản lĩnh đánh lại cũng không có, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói cho ngươi biết một bí mật giới võ giả, Sở Trần kỳ thật là võ thần trọng sinh. Các ngươi không cần quá độ phóng đại Sở Trần, đều muốn có được thiên cơ huyền trận của Sở Trần mà thôi, kỳ thật trong lòng đều biết rõ, Sở Trần sức một mình, làm sao đối mặt với các đại môn phái trong giới võ giả vây công. Theo ta thấy, lựa chọn tốt nhất của Sở Trần, chính là ở trong trận chiến ngày mai, ngoan ngoãn giao ra thiên cơ huyền trận. Vô số võ giả tràn vào Thanh Phong Quan. Nếu như giới võ giả có tìm kiếm nóng mà nói, mấy ngày nay Thanh Phong Quan nhất định là vững vàng chiếm cứ vị trí đầu bảng hot search. Thanh Phong đạo trưởng cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, Thanh Phong Quan lại được giới võ giả biết rõ, đương nhiên, hiện giờ càng nhiều là khóc không ra nước mắt. Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Trương Vận Quốc, trên danh nghĩa Thanh Phong Quan là chi nhánh đạo môn, nhưng trên thực tế, thuộc về phái Kỳ Môn. Đương nhiên, dưới tình huống các môn phái thế tới hùng hổ, Thanh Phong đạo trưởng không có khả năng làm ra hành động lấy trứng chọi đá, khi võ giả các môn phái leo lên Thanh Phong Quan, Thanh Phong đạo trưởng chỉ có thể chiêu đãi võ giả các phái, trong đó, phái Bắc Đầu, Đạt Ma Sơn cùng với Chiến Long Đảo, đều sắp xếp phòng thượng hạng. Hoàng hôn, Thanh Phong đạo trưởng ở giữa đại điện, quỳ lạy trước thiên tôn che chở, thiếu chủ nhất định phải tránh thoát kiếp nạn này. Thanh Phong đạo trưởng hiểu rõ chuyện xảy ra mấy ngày nay, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Sở Trần một khi vượt qua một kiếp ngày mai kia, từ nay về sau, giới võ giả, sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Sở Trần trưởng thành. Vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Sư phụ, phòng khách của chúng ta đã đầy người, thế nhưng, còn có người tiếp tục lên núi. Một đạo sĩ trẻ bước vào, thành thật truyền đạt, bọn họ lựa chọn như thế nào, tùy theo bọn họ đi. Thanh Phong đạo trưởng khoát tay áo, hắn không có nghĩa vụ toàn tâm toàn ý chiêu đãi võ giả leo lên Thanh Phong Quan. Những thứ này, kỳ thật đều là kẻ địch của Thanh Phong Quan. Không biết sư phụ đi đâu, Thanh Phong đạo trưởng thở dài một tiếng. Phong Vân hội tụ Thanh Phong Quan, Tống gia, vào giờ ăn tối, một vị khách đến, Sở Trần đều cảm thấy bất ngờ. Lại là Tao Phong, sau khi Giang Khúc Phong đi tới Tống gia, không nói gì, cũng không khách khí, ngồi xuống ăn cơm dưới sự chào hỏi của Tống Tả Dương. Sau khi ăn no rượu, Giang Khúc Phong cũng không có ý rời đi. Hắn muốn cùng Sở Trần đến Thanh Phong Quan. Trận chiến Thanh Phong Quan, Sở Trần cũng không có ý định liên lụy cục đặc chiến, dù sao, anh là thiếu chủ Cửu Huyền, anh muốn dựa theo quy củ của giới võ giả giải quyết chuyện này. Giang Khúc Phong không có chào hỏi anh liền xuất hiện, hơn nữa chỉ có một mình hắn, điều đó cũng có nghĩa là, Giang Khúc Phong lấy thân phận cá nhân của hắn tham chiến. Sở Trần cũng không nói nhiều, cùng Giang Khúc Phong đánh một quyền. Tất cả đều không nói gì. Dù sao, Giang Khúc Phong không thích nói chuyện. 8 giờ tối, Sở Trần đêm nay không có song tu với Tống Nhan, đồng thời, cũng cự tuyệt yêu cầu của Tống Nhan muốn cùng anh đến Thanh Phong Quan. Tống Nhan tuy rằng tu luyện đạo môn Nhiếp Sinh Công, nhưng cô ngay cả võ công cơ bản cũng chưa luyện qua, cùng anh đến Thanh Phong Quan quá nguy hiểm. 9 giờ tối, Sở Trần cùng Giang Khúc Phong ở bên bờ Tống Hồ trao đổi so tài. Sau một phen chiến đấu, Giang Khúc Phong lui về phía sau vài bước, ánh mắt mang theo không thể tin nhìn Sở Trần. Tuy rằng bên ngoài đều đang đồn đãi, 3 ngày trước Sở Trần ở chỗ này một mình dẫm 600 võ giả dưới chân, nhưng Giang Khúc Phong cảm thấy, đây nhất định có phần khoa trương, hắn cùng Sở Trần cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, biết thực lực của Sở Trần, đoạn thời gian trước cùng Sở Trần sóng vai tác chiến, Sở Trần vừa mới đột phá tới cảnh giới võ đạo tông sư. Nhưng hiện tại, ngay cả hắn cũng đánh không lại Sở Trần. Giang Khúc Phong tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lúc này, vẫn nhịn không được nói một câu, ngày. Sở Trần, lúc ngồi ở chòi nghỉ mát nghỉ ngơi, điện thoại của Sở Trần rung lên một chút, là tin nhắn của Giang Ánh Đào. Ta biết ngươi không muốn cục đặc chiến can thiệp vào trận chiến này, thế nhưng, điều tra tổ 9 cùng đột kích tổ 9, là thủ hạ của ngươi. Ngày mai, hai tổ thành viên của chúng ta sẽ tập hợp dưới chân núi nơi Thanh Phong Quan, sẵn sàng lên núi. Sở Trần giật mình, cầm điện thoại, do dự một hồi, thực sự không biết trả lời như thế nào. Anh biết, nếu Giang Ánh Đào đã gửi tin nhắn này, cho dù anh ngăn cản,
điều tra tổ 9 cùng đội đột kích tổ 9 cũng nhất định sẽ đến. Thật lâu sau, Sở Trần chỉ có thể hồi phục, rảnh rỗi uống trà. Quán ba 21, Giang Ánh Đào nhìn thấy tin nhắn của Sở Trần, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở ra nhìn thoáng qua, cô coi như Sở Trần ngầm đồng ý hành động của bọn họ. 10 giờ tối, y quán Liễu gia, ngày thường bệnh nhân ở y quán cũng không ít, sau khi Sở Trần chữa bệnh từ thiện, bệnh nhân đến y quán Liễu gia khám bệnh tăng lên mấy lần, mười mấy bác sĩ y quán ngồi khám, cũng bận rộn đến lúc này, mới đóng cửa nghỉ ngơi. Con người Liễu Mạn Mạn cũng toát ra mệt mỏi, sau khi thu thập một chút, Liễu Mạn Mạn liền mở miệng, hôm nay con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi đây. Liễu Khai Hồng gật gật đầu, mấy ngày nay con cũng vất vả rồi. Đúng rồi, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Liễu Khai Hồng nói, con nói đi, hôm nay khi ngồi khám cảm thấy rất mệt mỏi, con muốn ngày mai nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh một chút. Liễu Mạn Mạn nói, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Liễu Khai Hoành khoát tay áo, được rồi, không sao. Liễu Mạn Mạn giật mình, vừa rồi cha rõ ràng có chuyện muốn nói với cô. Sau khi Liễu Mạn Mạn rời đi, Liễu Khai Hồng khẽ cười, ông vốn định tìm lý do ngày mai không ở y quán, không ngờ Mạn Mạn chủ động nghỉ ngơi trước. Phòng của Liễu Thiên Thiên, thành công rồi, Liễu Thiên Thiên kích động nhảy dựng lên, nhìn một đống bột thuốc màu vàng trước mắt, phấn chấn vô cùng. Đây là một loại thuốc độc cô từ trong Độc Vương Tâm Kinh nghiên cứu ra. Chỉ cần châm bột thuốc màu vàng trước mắt lên, sinh ra khói độc sinh ra hiệu quả mê dược, có thể nhanh chóng mê hoặc người. Tiếp tục, Liễu Thiên Thiên tràn ngập động lực, cửa phòng bỗng nhiên gõ lên. Liễu Thiên Thiên vội vàng thu dọn bột thuốc, mở cửa ra chị. Sao còn chưa nghỉ ngơi? Liễu Mạn Mạn nói, chị vừa mới ở bên ngoài nghe thấy em hô cái gì thành công. Liễu Thiên Thiên xấu hổ, em đang nghiên cứu Độc Vương Tâm Kinh, vừa rồi có chút đột phá. Cũng đừng quá si mê. Liễu Mạn Mạn vào phòng nói chuyện phiếm với Liễu Thiên Thiên một hồi, thấy Liễu Thiên Thiên có chút không yên lòng, không khỏi hỏi một câu. À, không có gì, em có thể là có chút buồn ngủ. Liễu Thiên Thiên nói, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi. Liễu Mạn Mạn đứng lên, ngày mai chị nghỉ, định ra ngoài đi dạo trung tâm mua sắm, em có muốn đi cùng hay không? Không, em muốn ở nhà làm đề. Liễu Thiên Thiên trả lời. Liễu Mạn Mạn cũng không miễn cưỡng, dặn dò Liễu Thiên Thiên vài câu. Liền trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Thiên Thiên đi tới trước cửa sổ, nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của cô, tối nay, tên trộm đó có đến không? Trong phòng, Liễu Như Nhạn khoanh chân ngồi trên giường mềm mại, cả gian phòng tràn ngập hương hoa nồng đậm, khuôn mặt tuyệt mỹ diễm lệ như thần hoa, hai tròng mắt khẽ nhắm, khí tức trải rộng khắp gian phòng, dần dần lan tràn ra bên ngoài, những bông hoa trong vườn thậm chí còn rực rỡ hơn. Liễu Như Nhạn khoảng cách khí tức cảnh, cách nhau một bước. 11 giờ tối, Sở Trần nhận điện thoại của Sở Khai Bình, ta vừa câu cá bên ngoài trở về. Sở Khai Bình nói, ngày mai thế nào? Ta có thể giúp gì không? Không có gì quan trọng hơn câu cá, Sở Trần yên lặng chửi bới, lập tức lắc đầu trả lời, không cần. Ánh mắt Sở Trần lướt qua tự tin, ngay trước khi Sở Khai Bình gọi điện thoại, anh đã nhận được tin tức. Cường giả cửu huyền, toàn bộ ra khỏi núi. 12 giờ đêm. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong ngồi bên cạnh nhàm chán đến sắp ngủ, bỗng nhiên đứng lên, Phong ca, dù sao nhàn rỗi, không bằng, bây giờ chúng ta liền lên Thanh Phong Quan. Một nhịp là hợp, hai người lập tức xuất phát. Thanh Phong Quan, nằm ở một ngọn núi ở ngoại ô phía nam Thiền Thành, ngọn núi này có danh tụ Vân Phong, là do mấy ngọn núi liên tiếp hình thành. Thanh Phong Quan nằm ở một tòa cao nhất trong đó, chủ điện Thanh Phong Quan nằm ở sườn núi, chính điện phía trước, theo bậc thang mà xuống. Là một quảng trường do đá cẩm thạch lát thành, giữa quảng trường dựng lên pho tượng Thiên Tôn Đạo Môn. Nơi này là nơi đệ tử Thanh Phong Quan thường ngày học buổi sáng. Thanh Phong Quan là đạo quan quy mô lớn nhất Thiền Thành, đệ tử trong quan gần 300, nhưng, Thanh Phong Quan chưa nói tới là đạo môn tông phái truyền thống, Thanh Phong đạo trưởng nổi danh nhất chính là thuật bói toán, ngày thường càng nhiều công việc chính là bói toán cho phú bà. Ba ngày trước, khi Sở Trần lựa chọn giải quyết mâu thuẫn với các đại môn phái liên quan đến thiên cơ huyền trận tại Thanh Phong Quan liền từ chối khách hương đến thăm. Thanh Phong Quan bây giờ, ngoại trừ đệ tử quan nội ra, đều là võ giả của các đại môn phái. Thậm chí ngay cả phái thiên cơ cũng xuất hiện, các đại môn phái cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao thiên cơ huyền đồ vốn xuất phát từ phái thiên cơ, ngày mai thời khắc quan trọng như vậy, phái thiên cơ đến vây xem, không có gì đáng trách. Chỉ có điều cũng không có võ giả chủ động tiếp cận phái thiên cơ. Bọn họ đều tự xưng là tông phái chính thống,
mà phái Thiên Cơ, tuy rằng mục đích giống như bọn họ, nhưng xác thực thuộc về phái Kỳ Môn. Đoàn người Triệu Trụ cũng không có ở xương phòng Thanh Phong Quan, bọn họ là tối nay mới leo núi, chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài Thanh Phong Quan, tạm thời dựng một cái lều trại nghỉ ngơi. Đã qua 12 giờ đêm, trên Tụ Vân Phong, ngọn núi gào thét. Tuy rằng hiện giờ số võ giả tụ tập tiến vào Thanh Phong Quan đã hơn 1.000, nhưng đêm nay Thanh Phong Quan đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai đến. Phía sau núi Thanh Phong Quan, có một ngôi nhà cỏ. Một bóng người đứng trước nhà cỏ, ánh mắt nhìn về phía đêm tối thâm thúy xa xa, cau mày. Người này chính là Thanh Phong đạo trưởng. Hắn chưa từng trải qua cục diện như vậy, lúc này, cảm giác nội tâm thiếu đi chủ kiến, nửa đêm đi tới trước nhà cỏ, bởi vì bình thường sư phụ Trương Vận Quốc đi tới Thanh Phong Quan, đều sẽ ở lại nhà cỏ sau núi. Thời tiết trong 2 ngày nay mưa, ngày mai ước tính sẽ là 1 ngày nắng. Thanh Phong đạo trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhưng nội tâm của hắn tràn ngập sương mù, ngày mai trước Thanh Phong Điện, phỏng chừng sẽ xuất hiện phong cảnh mây mù lượn lờ. Tên của Tụ Vân Phong cũng là bởi vì thường xuyên xuất hiện biển mây mà có được. Ngày xưa, từ trên xuống dưới Thanh Phong Quan đều rất chờ mong loại thời tiết này xuất hiện, bởi vì thời gian học buổi sáng của đệ tử Thanh Phong Quan ở quảng trường trước Thanh Phong Điện, nếu ở trên biển mây, bất luận là tụng niệm đạo môn kinh pháp hoặc là luyện tập võ công thuật, đều có loại cảm giác ngồi trên mây. Nhưng ngay đêm nay, Thanh Phong đạo trưởng lại đột nhiên nhận được tin tức, sáng mai, ba đại tông phái do phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn, Chiến Long Đảo dẫn đầu, sẽ ở trước Thanh Phong Điện, tổ chức một buổi học của ba tôn giáo, mỗi võ đạo tông sư mỗi phái, chỉ đạo võ giả các phái trong giới võ giả. Điều này vốn không liên quan gì đến Thanh Phong Quan, nhưng Mộ Dung Thừa phong phái Bắc Đẩu bỗng nhiên đưa ra, Thanh Phong Quan cũng không thuộc môn phái võ giả chính thống, cho nên, ngày mai tại lớp học ba tôn giáo, nghiêm cấm đệ tử Thanh Phong Quan tiến vào quảng trường. Ba đại tông phái có ý định lập uy phong của đại phái chính thống, đồng thời, dẫm lên tôn nghiêm của phái Kỳ Môn. Thanh Phong Quan vốn là nơi của bọn họ, lại bởi vì Tam Tông đến, bọn họ ngay cả tư cách dự thính cũng không có. Ôi, Thanh Phong đạo thở dài một hơi, không cam lòng, thì tính sao? Khó chịu hơn nữa, cũng phải cắn nát nha nuốt xuống. Đừng nói là hắn, cho dù là sư phụ Trương Vận Quốc ở đây, cũng chỉ có thể nuốt vào hơi thở nghẹn khuất này. Thanh Phong đạo trưởng tựa hồ có tâm sự a. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên phía sau Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên quay đầu lại, không thể tin mà thốt ra, Sở Trần. Chợt, Thanh Phong đạo trưởng vội vàng tiến lên 2 bước, thân sắc cung kính, tiểu đạo Thanh Phong, bái kiến thiếu chủ. Ngay cả sư phụ cũng tôn xưng Sở Trần là thiếu chủ, Thanh Phong đạo trưởng đương nhiên không dám lỗ mãng. Huống chi, Sở Trần bất kể là thân phận hay là thực lực, đều khiến Thanh Phong đạo trưởng tâm phục khẩu phục. Thanh Phong đạo trưởng chính tai nghe võ giả hôm nay lên núi nói qua, 3 ngày trước 800 võ giả vây công Sở Trần, đều không phải là đối thủ của Sở Trần. Thanh Phong đạo trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Trần lại sẽ xuất hiện ở Thanh Phong Quan vào lúc này. Hắn muốn điều tra trước tình báo về kẻ địch, Thanh Phong đạo trưởng rất nhanh liền phản ứng lại, trầm giọng nói, tính đến 1 giờ trước, tôi đã thống kê qua, bao gồm 3 đại tông phái, võ đạo tông sư tiến vào Thanh Phong Quan, 138 người. Trong đó, võ đạo tông sư cấp bậc đỉnh phong, Mộ Dung Thừa phong phái Bắc Đẩu, Không Hạc đại sư Đạt Ma Sơn, Trạm Vô Địch Chiến Long Đảo, 3 vị này đều là ngũ đại cường giả đỉnh phong đứng đầu bảng võ đạo tông sư. Ngoại trừ khí tức cảnh, đây cơ hồ là lực lượng mạnh nhất của giới võ giả. Chỉ vì đối phó một Sở Trần. Sở Trần khẽ cười, đại phái chính thống, thật đúng là để ý tới ta. Tam đại tông phái sẽ tổ chức một buổi học tam tôn giáo vào ngày mai. Thanh Phong đạo trưởng nói ra tất cả tình huống, Sở Trần đến, đối với Thanh Phong đạo trưởng mà nói, chính là tới chủ tâm cốt, hắn liền chờ Sở Trần an bài. Buổi học tam tôn giáo, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, bọn họ đối với kết quả ngày mai rất lạc quan a, Phong ca, người nghĩ sao? Thanh Phong lúc này mới phát hiện, bên cạnh Sở Trần còn có một người trung niên lãnh khốc có kiểu tóc cực kỳ đẹp trai. Tiểu tử ngươi muốn lừa ta, Giang Khúc Phong nhìn Sở Trần, chợt lạnh như băng nói một chữ A-H. Nghe thấy rồi chứ, Phong ca ta đều tỏ vẻ khinh thường Tam Tông, Sở Trần cười tủm tỉm nói, Tam Tông muốn thông qua thanh thế lớn mạnh của việc giảng dạy để lập uy, trước khi ta xuất hiện, biểu hiện phong thái đại phái chính thống, ta lại không để cho bọn họ như nguyện. Ánh mắt Giang Khúc Phong sáng lên, tiểu tử này muốn gây sự, chủ yếu tò mò chính là, dưới loại cục diện này, tiểu tử này lại còn có bản lĩnh gây sự.
Sở Trần cũng không thể một mình xông vào, phá hư lớp học Tam Tông. Thêm hai người vào đó, vậy thì cũng không được. Thiếu chủ, tôi phải làm như thế nào? Thanh Phong đạo trưởng hỏi. Sở Trần trầm ngâm một hồi, hỏi, thời gian học buổi sáng của đệ tử Thanh Phong quan bình thường là khi nào? Khi mặt trời mọc, Thanh Phong đạo trưởng nói, đó là trong một ngày, linh khí là thời điểm dồi dào nhất, đáng tiếc, ngày mai, lớp học buổi sáng ngày mai diễn ra như bình thường. Sở Trần nói, ngươi thông báo cho đệ tử Thanh Phong quan, ngày mai học buổi sáng, ta sẽ dẫn bọn họ, lúc mặt trời mọc, đạp càn khôn bộ pháp, vũ đạo tông trường quyền. Thanh Phong đạo trưởng lập tức nín thở. Càn khôn bộ pháp, đạo tông trường quyền, hai môn này đều là chương trình cơ sở bắt buộc của đệ tử Thanh Phong quan, thế nhưng, nếu do Cửu Huyền dẫn dắt bọn họ, đạp càn khôn, vũ trường quyền, đó là ý nghĩa hoàn toàn khác. Thanh Phong đạo trưởng mạnh mẽ càn quét kích động trong lòng. Hắn không quên thế cục hôm nay. Các đại môn phái hội tụ tại Thanh Phong Quan, có thể nói, lực lượng chính thống đỉnh phong của giới võ giả cơ hồ đều đi tới nơi này. Tam Tông sẽ bắt đầu buổi học Tam Tông giáo vào ngày mai. Bọn họ làm sao có thể đáp ứng để Sở Trần dẫn đệ tử Thanh Phong Quan tu hành? Thậm chí, Tam Tông đã tỏ thái độ, ngày mai, đệ tử Thanh Phong Quan, không thể bước vào quảng trường trước Thanh Phong Đại Điện nửa bước. Thiếu chủ, Tam Tông, Thanh Phong đạo trưởng dè dặt mở miệng. Sở Trần chắp hai tay sau lưng, chúng ta không có nhỏ mọn như vậy, Tam Tông cùng với võ giả các phái muốn xem, để cho bọn họ ở xa xa vây xem là được rồi. Những gì tôi muốn nói không phải là điều đó, Thanh Phong đạo trưởng vẻ mặt chua xót nhìn Sở Trần. Giang Khúc Phong mỉm cười nhìn Thanh Phong đạo trưởng, trong lòng tự nhủ, người còn chưa đủ hiểu Sở Trần dám nói ra những lời này, trong lòng tất nhiên đã có kế sách. Nếu như bọn họ không đồng ý, cố ý xông vào, như vậy, chúng ta cũng không sợ, có Phong ca ở đây, một võ giả cái gọi là môn phái chính thống cũng đừng mơ tưởng bước vào quảng trường nửa bước. Sở Trần vỗ vỗ bả vai Giang Khúc Phong, bộ dáng mỉm cười của Giang Khúc Phong trong khoảnh khắc ngưng động. Không giải thích được, ăn dưa ăn lên người mình, Thanh Phong đạo trưởng thần sắc kinh ngạc nhìn Giang Khúc Phong. Ngay từ đầu thiếu chủ nói lúc người đàn ông trung niên vẻ mặt lãnh khốc này khinh thường Tam Tông. Thanh Phong đạo trưởng theo bản năng cho rằng thiếu chủ đang nói giỡn, nhưng hiện tại, thiếu chủ lại nói có người này ở đây, Tam Tông không cách nào tiếp cận quảng trường nửa bước. Ba người đồng thời không nói lời nào trong 3 giây. Vẻ mặt đạo trưởng Thanh Phong từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Hắn lại không phủ nhận. Đó có phải có nghĩa là, thiếu chủ nói là thật, người đàn ông tướng mạo xấu xí lại mạnh mẽ mà lãnh khốc, thật sự có thể cùng Tam Tông tranh phong. Vậy làm sao có thể? Thanh Phong đạo trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Khúc Phong. Có thể ngăn cản Tam Tông liên thủ, chỉ có khí tức cảnh. Người trước mắt này sẽ là cường giả khí tức cảnh trong truyền thuyết sao? Giang Khúc Phong lặng lẽ xoay người lại, hắn khinh thường đi biện giải. Thanh Phong đạo trưởng, người đi sắp xếp đi. Sở Trần nói, sáng mai, chúng đệ tử Thanh Phong quan, đúng giờ tập hợp. Thanh Phong đạo trưởng trong lòng vẫn có loại cảm giác không dám tin, nhưng, Sở Trần xuất hiện. Sở Trần chính là chủ tâm của Thanh Phong Quan, Thanh Phong đạo trưởng TTC cả đều dựa theo yêu cầu của Sở Trần mà làm, nhanh chóng xoay người, rời khỏi sau núi. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn bầu trời, đầy trời sao, anh chính là mảnh đất dưới chân, đêm ngắm sao, từ đó cảm ngộ tinh thần thổ nạp thuật. Nhịp tim theo các ngôi sao đầy trời nhấp nhô đều đặn, cùng cộng hưởng theo. Một lát sau, Sở Trần thu hồi ánh mắt, nghiêng mặt nói, Phong ca, ta vừa rồi nói cũng không phải là nói giỡn. Ngày mai có thể ngăn trở các đại môn phái hay không, toàn bộ đều dựa vào ngươi. Bây giờ ta thậm chí còn không thể đánh bại ngươi, Giang Khúc Phong yên lặng nhìn thoáng qua Sở Trần. Để cho hắn một mình ngăn trở các đại môn phái, vậy cùng đứng ở bờ núi lở sụp đổ có gì khác nhau? Đương nhiên, nếu cứng đối cứng, huynh một mình đối mặt với cường giả Tam Tông, chỉ có thể bị đánh nằm sấp. Sở Trần tiếp tục nói, nhưng mà, Phong ca, huynh đã nghe qua về Thiên Long môn trận. Nghe vậy, thần sắc Giang Khúc Phong hơi kinh ngạc nhìn Sở Trần. Hiển nhiên, hắn nghe qua, toàn bộ giới võ giả chỉ có một nơi tồn tại Thiên Long môn trận, nó còn có một cái biệt danh, Hộ Sơn Đại Trận Cửu Huyền Môn. Mấy trăm năm lịch sử, chưa từng có một người phá được Hộ Sơn Đại Trận Cửu Huyền Môn. Thậm chí rất nhiều người biết rõ vị trí đại thể của Cửu Huyền Môn, lại khổ tìm không có kết quả, căn bản ngay cả Thiên Long môn trận ở đâu cũng không biết. Ý của Sở Trần là, hắn có thể bố trí Thiên Long môn trận. Giang Khúc Phong há miệng một chút, sau đó vẫn lấy điện thoại ra. Đừng hỏi, hỏi là không biết,
Sở Trần buông tay nói, Thiên Long Môn trận là một trong những trận pháp cấp bậc cao nhất giới võ giả, ta cũng chỉ là hiểu sơ lược mà thôi. Động tác của Giang Khúc Phong cũng không dừng lại, điện thoại của Sở Trần rất nhanh rung lên. Sở Trần mở ra xem, vậy ngươi nói cô đơn, chửi bới đến từ Giang Khúc Phong. Thiên Long Môn trận thật quả thật không hiểu, thế nhưng, làm một bản cao mô phỏng Thiên Long trận, vẫn là không có vấn đề gì. Sở Trần nói, ta khi còn bé ở Cửu Huyền Môn lén chạy ra ngoài, nghiên cứu qua Thiên Long Môn trận. 2 giờ sáng, hai đạo thân ảnh lặng yên vô tức đi tới quảng trường trước Đại Điện Thanh Phong. Quảng trường này sẽ là địa điểm chứng kiến lịch sử vào ngày mai, vốn nên là nơi võ giả ngã ra đất ở sau khi tiến vào Thanh Phong Quan, nhưng bởi vì buổi học Tam Tôn Giáo ngày mai, không ai dám mạo hiểm đắc tội Tam Tông, sớm tiến vào, cho nên đều tránh quảng trường. Quảng trường trống trải, Sở Trần cùng Giang Khúc Phong trong tay mỗi người mang theo một cái túi lớn, từ Thanh Phong đạo trưởng lấy được tài liệu bố trí trận pháp. Giang Khúc Phong nhìn Sở Trần. Trên đường tới, Sở Trần nói cho Giang Khúc Phong, anh sẽ phải bố trí Thiên Long Môn trận cao mô phỏng này xung quanh quảng trường. Sở Trần đặt tên cho nó là Địa Long Môn trận, vị trí này sẽ trở thành cửa trận của Địa Long Môn trận. Sở Trần cùng Giang Khúc Phong đi tới bên cạnh một bậc đá, bắt đầu bày trận, đồng thời, mở miệng nói, sáng mai, Phong ca liền đứng ở cái chỗ này, khống chế toàn bộ Địa Long Môn trận, một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Một giờ trôi qua, Giang Khúc Phong vẫn đi theo Sở Trần, nhìn Sở Trần đặt các loại tài liệu bày trận phối hợp với bùa ở chỗ cụ thể, Giang Khúc Phong nhìn không được thầm than chỗ thần kỳ của kỳ môn trận pháp. Càng nhìn không được liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, đây lại là trận pháp hắn bố trí sau giờ. Chết tiệt, để hắn giả vờ. Giang Khúc Phong âm thầm hừ một tiếng. 4 giờ sáng, Địa Long Môn trận bố trí hoàn thành. Sở Trần đứng ở vị trí cửa trận, gật gật đầu với Giang Khúc Phong. Thử trận, Giang Khúc Phong đứng ở bên ngoài trận pháp, mạnh mẽ bước về phía trước. Trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng vô hình chen chúc tụ tập, Địa Long Môn trận bị xử phạt. Bùa dưới chân ánh sáng lóe lên, ngăn cản thân ảnh Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong liên tục đổi hướng, đều không có cách nào bước vào quảng trường nửa bước, cuối cùng đi tới trước mặt Sở Trần. Nơi này là cửa trận, cũng là chỗ mấu chốt phá trận. Đứng ở cửa trận, là thủ trận, đồng thời, cũng là mượn lực lượng trận pháp tiến hành phòng ngự. Sở Trần nói, Địa Long Môn trận tuy rằng so ra kém Thiên Long Môn trận thật sự, nhưng mà... Lấy thực lực của Phong Ca Tông sư giai đoạn sau có thể ra trì trận pháp, huynh cùng trận pháp là bổ sung lẫn nhau, có huynh đứng ở vị trí cửa trận, ta tin tưởng, coi như là ba người Tam Tông đỉnh Phong kia xuất thủ, cũng ít nhất cần 10 phút mới có thể phá trận. Sở Trần mỉm cười, ta kết luận Tam Đại Cường Giả sẽ không ra tay trước, Cường Giả có cốt cách của Cường Giả, bọn họ nhất định sẽ để cho những người còn lại đều thử qua, mới lựa chọn xuất thủ, như vậy mới có thể biểu hiện ra sự cường đại của bọn họ. Cho nên, chúng ta sẽ có đủ thời gian, cho đệ tử Thanh Phong quan học buổi sáng. Ánh mắt Giang Khúc Phong sáng lên. Sở Trần giải thích như vậy, hắn hoàn toàn hiểu. Điều này cũng có nghĩa là, hắn thật sự có cơ hội, dựa vào lực lượng của mình, ngăn cản Cường Giả Tam Tông, mặc dù có thể chỉ là ngắn ngủi 10 phút, vậy cũng đủ rồi, đó sẽ trở thành thời khắc nổi bật của hắn. Giang Khúc Phong vỗ vỗ ngực mình, tỏ vẻ tự tin, đồng thời đáp một tiếng, được. Sở Trần đi vào trong Địa Long Môn trận, đứng ở trên bậc thềm đá trước Thanh Phong Điện, gió đêm hiu hiu. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ trời sáng. Sở Trần tin, Địa Long Môn trận, nhất định sẽ cho cái gọi là Tam Tông một kinh hỉ lớn. Giang Khúc Phong khoanh chân ngồi ở cửa trận, điều chỉnh khí tức. Hắn cũng rất chờ mong trận chiến tiếp theo này. Giang Khúc Phong tuyệt đối có lý do tin tưởng, đây sẽ là trận chiến mà hắn nổi danh trong giới võ giả. Gió núi gào thét. Sắc trời dần dần sáng lên, tụ vân phong, xuất hiện một màn biển mây bốc lên, một mảng lớn biển mây bao trùm đại điện, cơ hồ không nhìn thấy bóng người của Sở Trần cùng Giang Khúc Phong, mặt trời còn chưa hoàn toàn lộ ra mặt đã rát một lớp vàng trên biển mây cuồn cuộn. Lúc này, chuông buổi sáng Thanh Phong Quan vang lên, keng, 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 vẻ đẹp của mặt trời mọc xuất hiện từ bóng tối sâu nhất. Một vầng sáng màu vàng treo trên biển mây, hào quang xuyên thấu biển mây trung điệp, khúc xạ ra hào quang vạn trượng. Đẹp không sao tả xiết, không ít võ giả đều bị một bức cảnh đẹp này đánh thức, đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn ra, có loại cảm giác lòng dạ trong khoảnh khắc rộng lượng gấp mấy lần. Nghe nói ngọn núi Thanh Phong Quan này, tên là Tụ Vân, quả nhiên danh xứng với thực. Có nghĩa là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một biển mây đẹp như vậy. Tôi có loại cảm giác nhìn thấy điềm lành của trời đất, chẳng lẽ là hôm nay sắp phát sinh chuyện vui cả thiên hạ kia.
Đúng lúc này, chuông buổi sáng Thanh Phong Quan từng tiếng vang lên. Trầm thấp, nặng nề, xa xôi, vang vọng giữa biển mây cuồn cuộn, quanh quẩn bên tai các võ giả, lay động linh hồn của bọn họ. Một số đội ngũ tông sư của phái Bắc Đẩu cũng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển mây mặt trời mọc, bao gồm cả Long Hổ Song Hiệp. Tụ Vân Phong thật không hổ là nơi linh khí sung túc nhất thiền thành, cảnh quan biển mây như thế, quả thật hiếm thấy. Cao Trấn Long cảm khái một tiếng, liếc mắt nhìn hướng đại điện Thanh Phong, kỳ quái, buổi học tam tông giáo sau một canh giờ, hiện tại làm sao có tiếng chuông vang lên. Có lẽ là Thanh Phong quan mỗi ngày đều đúng giờ vang lên tiếng chuông. Đặng Kiệt Hổ thốt ra, cùng thời khắc này, ánh mắt của không ít người đều hướng về phía đại điện Thanh Phong quan xa xa. Tất cả đều mơ hồ có một cảm giác phi diệu, tiếng chuông này, giữa núi mây biển, phảng phất có một loại ý vị đặc biệt. Có gì đó không ổn, Cao Trấn Long bỗng nhiên nói, tam tông chúng ta đã thông báo với Thanh Phong đạo trưởng, hôm nay sẽ cử hành buổi học tam tông giáo ở đại điện, đệ tử Thanh Phong quan không được tiếp cận, thậm chí không được quan sát, theo lý thuyết, tiếng chuông thường xuyên của Thanh Phong quan, cũng có thể sẽ đình chỉ vào ngày hôm nay, hắn liền không sợ quấy nhiễu các đại môn phái nghỉ ngơi. Trầm ngâm một lát, Cao Trấn Long nói với Phạm Trạch Phong ở một bên, ngươi đi xem một chút, ai đang gõ chuông, vì sao lại gõ chuông. Phạm Trạch Phong từng xuất lĩnh võ giả Hương Sơn đến Thiền Thành, chịu thiệt thòi lớn, hôm nay, Phạm Trạch Phong đã sớm chờ mong thật lâu, hắn khẩn cấp nhìn thấy Sở Trần bị nghiền nát trên mặt đất, lúc này nhận mệnh mà đi. Keng, chuông đồng to lớn, ong ong mà chấn động. Người gõ chuông, Thanh Phong đạo trưởng. Khi tiếng chuông vang lên, hai bên chủ điện Thanh Phong quan, nơi sinh sống của đệ tử Thanh Phong, không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Từng gương mặt tràn đầy sức sống, đón mặt trời mọc, mặc trang phục luyện công màu trắng, từ hai bên hội tụ mà đến, đi về phía quảng trường trước Thanh Phong điện. Võ giả các đại môn phái, có người nghe thấy thanh âm bước chân, đi ra ngoài nhìn, nhao nhao ngây dại. Bọn họ cũng không biết, những đệ tử Thanh Phong quan này muốn đi làm cái gì. Càng không nghĩ tới, lúc này, đệ tử Thanh Phong quan lại dám làm chuyện này. Keng, keng, chuông buổi sáng vẫn còn vang lên, giống như mang theo một số loại nhịp điệu phấn chấn. Đệ tử Thanh Phong quan đầu tiên đến quảng trường vào vị trí, sải bước đi vào nơi biển mây lượn lờ, rất nhanh liền đi tới vị trí mình nên đứng. Bọn họ mỗi ngày đều phải học sớm ở quảng trường, đối với vị trí của mình sớm đã ghi nhớ rất rõ. Đối diện với Thanh Phong đại điện, ánh mắt nóng rực rơi vào một đạo thân ảnh thon dài phía trên bậc thềm đá phía trước đại điện. Cũng là một thân luyện công phục màu trắng, hai tay chắp sau lưng, đối mặt với Thanh Phong đại điện. Thiếu chủ Cửu Huyền, Sở Trần, Thanh Phong quan, là do Thanh Phong đạo trưởng sáng lập ra, mà Thanh Phong đạo trưởng, là đệ tử của Trương Vận Quốc, giấc mộng cả đời của Trương Vận Quốc, là tiến vào Cửu Huyền môn. Cho nên, đối với đệ tử Thanh Phong quan mà nói, thiếu chủ Cửu Huyền tương đương với sự tồn tại của tổ sư gia trong lòng bọn họ. Cửu Huyền môn, càng là thánh địa duy nhất bọn họ tín ngưỡng. Sau khi nghe tin Cửu Huyền thiếu chủ tự mình dẫn bọn họ đi học buổi sáng, đệ tử Thanh Phong quan kích động khó nhịn, cả đêm không ngủ, thậm chí sớm đã có người mặc luyện công phục, nhiều lần kiểm tra hình tượng của mình, mới sau khi chuông vang lên, trước tiên, đẩy cửa ra, 1, 2, 10, 100. Đệ tử Thanh Phong quan, 296 người. Toàn bộ tề tụ, đứng ở quảng trường, chỉnh tề thước thú, ngẩng đầu ưỡn ngực, chăm chú nhìn phía trước. Động tĩnh lớn như vậy sớm đã có võ giả phát hiện, khiếp sợ đồng thời, có võ giả phẫn nộ muốn đi lên ngăn cản. Bởi vì Sở Trần là đưa lưng về phía trước, không ai chú ý tới, giờ phút này trên biển mây, trước đại điện, một bộ thân hình cao lớn cao ngất kia, chính là nhân vật mục tiêu hôm nay của bọn họ, Sở Trần. Thế nhưng, khi võ giả các phái muốn xông lên, lại kinh hãi phát hiện, bọn họ lại không cách nào bước vào quảng trường nửa bước. Trận pháp quảng trường khởi động, đây là trận pháp gì? Trong một đêm, quảng trường trước Thanh Phong điện như thế nào lại có thêm một cái trận pháp? Bóng lưng trên thềm đá nhìn qua có chút quen mắt, hồ đồ, há có lý này, biết rõ Tam Tông sắp cử hành giảng dạy ở chỗ này, Thanh Phong quan lại dám làm ra chuyện như vậy, liền không sợ Tam Tông trừng phạt sao? Không ít võ giả muốn xông lên, đều nhao nhao bị ngăn cản. Một màn này, cũng bị đông đảo đệ tử Thanh Phong quan trong quảng trường nhìn thấy, trong mắt mở to, chợt càng nhiều kích động. Bọn họ cũng lo lắng buổi học sớm do thiếu chủ Cửu Huyền xuất lĩnh sẽ bị phá hư, nhưng không nghĩ tới, thiếu chủ sớm đã có kế sách vạn toàn. Toàn bộ phạm vi quảng trường đều bị trận pháp bao trùm,
rất nhiều võ giả không có cách nào bước vào nửa bước, cái này cần gia trì trận pháp cường đại cỡ nào a? Võ giả nghe tin mà đến càng ngày càng nhiều, đều không thể tin nhìn một màn phía trước. Gần 300 người, trận đội hình vuông, đứng ở trên biển mây, một thân trang phục luyện công màu trắng xuất trần phối hợp với biển mây, thoạt nhìn qua, giống như thần tiên xuất hiện ở giữa mây. Tiếng chuông đã dừng lại. Phạm Trạch Phong bước lên tháp chuông, đối mặt với Thanh Phong đạo trưởng, vì sao phải gõ chuông? Đối mặt với chất vấn của Phạm Trạch Phong, Thanh Phong đạo trưởng thần sắc tự nhiên, thời gian học buổi sáng của Thanh Phong quan, đương nhiên phải gõ chuông. Thanh Phong quan hôm nay còn có thời gian học sáng gì nữa, Phạm Trạch Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm Thanh Phong đạo trưởng, có lẽ ngươi còn chưa khắc sâu ý thức được, hôm nay các môn các phái, đừng nói là Tam Tông, Thanh Phong quan có thể trêu chọc được tông phái, cũng không có mấy người, ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện. Thanh Phong đạo trưởng cười, ngươi đến quảng trường vừa nhìn không phải là biết sao. Đồng tử Phạm Trạch Phong hơi ngưng động lại, nhìn thoáng qua Thanh Phong đạo trưởng, không để ý tới hắn nữa, xoay người đi xuống tháp chuông. Đi về phía quảng trường. Càng tới gần quảng trường, thân ảnh võ giả càng nhiều. Nhanh lên không còn chỗ đâu. Thật sự là thần kỳ, Thanh Phong quan không thể khinh thường a. Võ tăng Đạt Ma Sơn ra tay, cũng không cách nào phá trận. Phạm Trạch Phong bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới bên cạnh đại điện, chen chúc đám người, vừa lúc nhìn thấy một bộ phận võ giả đang thử phá trận, nhưng không có kết quả. Phạm Trạch Phong lần đầu tiên nhìn thấy đội hình phương trận của đệ tử Thanh Phong quan. Ánh mắt thoáng nhìn thấy một gã người áo đen đứng ở bên cạnh, đồng tử nhất thời co rụt lại. Hắn nhận ra người đàn ông này. Lúc ấy ở bãi đậu xe phía sau khách sạn Hoa Đằng, trong tay người này còn lấy ra tờ giấy nhục nhã bọn họ. Hắn ở đây, là người này đang thủ trận. Trùng hợp đúng lúc này, Giang Khúc Phong lại lấy ra tờ giấy, mặt trên viết bốn chữ thả ngựa qua đây. Lại là mấy chữ này? Hắn lại sử dụng lại một tờ giấy. Rất nhiều người ở trước mặt Giang Khúc Phong. Nhìn tờ giấy này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không thể làm gì được. Người này ở chỗ này, Sở Trần kia đâu? Phạm Trạch Phong ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung vào thân ảnh trước đại điện. Thân ảnh lúc này vừa lúc chậm rãi xoay người lại. Trong lòng Phạm Trạch Phong đột nhiên chấn động, là Sở Trần, hắn lại đến sớm như vậy, còn ở quảng trường trước đại điện gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mục đích rất dễ nghĩ, chính là muốn đánh vào buổi học Tam Tông giáo. Bên ngoài quảng trường cũng là một trận thanh âm xôn xao bao trùm mà lên. Sở Trần, hóa ra là hắn, quả nhiên là hắn, ta đã nói rồi, Thanh Phong quan làm sao có thể có sức mạnh đắc tội Tam Tông, tất cả đều là Sở Trần chủ đạo. Sở Trần vẫn cứng rắn như lúc trước. Một lát sau, Phạm Trạch Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Sở Trần thật sâu, nhanh chóng xoay người. Bất luận như thế nào, nhất định phải phá trận, tuyệt đối không thể để cho Sở Trần tùy ý làm bậy như vậy. Khinh thường Tam Tông, không để ý chính thống thiên hạ. Xa xa, Thanh Phong đạo trưởng nhanh chóng chạy tới, ở bên cạnh Giang Khúc Phong nhanh chóng nhập trận, đi tới phía trước phương trận, ngẩng đầu, giơ tay lên, ôm quyền hành lễ với Sở Trần. Gió mạnh vù vù, biển mây quay cuồng, ánh mặt trời càng lúc càng sáng ngời, chiếu ra vạn trượng quang mang. Khi một tia nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng như đao gọt dìu đục này, Sở Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang dội, bắt đầu. Vừa dứt lời, 297 người bao gồm Thanh Phong đạo trưởng, đồng thời ra tay, đồng thời, một tiếng hét lớn vang vọng khắp bầu trời. Khí thế như cầu vồng. Xa xa, Phạm Trạch Phong theo bản năng dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong lại có loại cảm giác áp lực, Tam Tông liên thủ, đại phái chính thống tụ tập, lại bị Sở Trần lên tiếng đoạt người. Ngoài trận pháp, võ giả các phái sử dụng toàn thân giải số, ý đồ phá trận. Bên trong trận pháp, chữ Sở Trần như sấm, trường quyền, là một loại quyền pháp cơ bản của Đạo Tông. Càn khôn bộ, chính là bộ pháp cơ bản của kỳ môn. Sở Trần hôm nay muốn dạy bài học buổi sáng cho đệ tử Thanh Phong quan, chính là đem càn khôn bộ cùng Đạo Tông trường quyền kết hợp cùng một chỗ. Đạp núi, lại hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Bên kia, Giang Khúc Phong đặt tờ giấy, thả ngựa qua đây trên mặt đất, cố định xong, dẫn phát vô số người xung phong. Tên này quá kiêu ngạo. Cuồng vọng, có bản lĩnh báo danh. Rất nhanh, trên mặt đất lại có thêm một tờ giấy, ba chữ, Giang Khúc Phong. Đông đảo võ giả sắp nổ tung, đây là trắng trợn khinh thường bọn họ a. Thanh âm Sở Trần lại một lần nữa vang lên, Lật Vân. Một cú đấm dài đã được đánh ra. Sau đó, Sở Trần quay đầu lại, đưa lưng về phía mọi người. Đạp càn khôn, vũ trường quyền.
một mạch liền mạch, động tác hồn nhiên mà thành, như nước chảy mây trôi, phía sau gần 300 người cùng thân pháp quyền pháp của hắn, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, trong nháy mắt này, không ít đệ tử Thanh Phong Quan tựa hồ đồng thời đột phá một cấp độ. Điều này làm võ giả bên ngoài nhìn khiếp sợ đồng thời, tức giận đến cắn răng. Đây vốn là cơ duyên thuộc về bọn họ, đây nên là buổi học của Tam Tông giáo. Nhưng bây giờ, đừng nói bọn họ, võ giả Tam Tông, đều không cách nào bước vào quảng trường nửa bước. Rất nhiều võ giả đột nhiên cảm thấy, mặt trời mọc, không đẹp. Phạm Trạch Phong đã chạy trở về, nhanh chóng báo cáo, Sở Trần xuất lĩnh đệ tử Thanh Phong Quan, tụ tập ở quảng trường, giảng dạy đánh quyền. Vừa dứt lời, đám người Cao Trấn Long ngây ngẩn cả người. Đặng Kiệt Hổ thốt ra, quyền gì? À đây, Phạm Trạch Phong không biết nên trả lời như thế nào. Cao Trấn Long phẫn nộ, các môn các phái đâu, đều trơ mắt nhìn Sở Trần, không ai đi ngăn cản. Toàn bộ phạm vi quảng trường đều bị trận pháp bao trùm, tạm thời không ai có thể phá. Cao Trấn Long trầm mặt, dẫn đầu sải bước đi về phía quảng trường, tức giận lạnh lẽn không gì sánh được, đêm qua còn có người đi lại ở quảng trường, chứng tỏ trận pháp là nửa đêm bố trí, chỉ là một tòa trận pháp tạm thời bố trí ra, cũng có thể ngăn cản các ngươi. Xem Cao Trấn Long ta phá trận như thế nào. Ánh mắt Cao Trấn Long lóe ra tinh quang, một lần bại trận 3 ngày trước làm nội tâm hắn cực kỳ khó chịu, mặc kệ đi tới đâu cảm giác đều bị ánh mắt khác thường. Hôm nay, chính là bây giờ, Cao Trấn Long cảm giác, vì cơ hội mình một lần nữa chính danh đã đến. Phá loại đại trận phòng ngự này, hắn có cách, phái bắt đầu, tông sư Cao Trấn Long đến rồi. Đám người vang lên một trận thanh âm hô to, mọi người phái bắt đầu do Cao Trấn Long dẫn đầu sải bước đi tới, còn ở thời điểm xa xa. Cao Trấn Long liền nghe thấy từng tiếng hét lớn vung quyền kia, đệ tử Thanh Phong Quan dưới sự dẫn dắt của Sở Trần, trong một trận, tập thể đột phá, điều này khiến võ giả ở bên ngoài quảng trường phẫn nộ đồng thời hâm mộ không thôi. Đây có lẽ vốn là cơ duyên thuộc về bọn họ, hiện giờ tiện nghi cho đệ tử Thanh Phong Quan. Nếu như buổi học Tam Tông giáo đúng giờ triển khai, bọn họ cũng có cơ hội được Tam Tông chỉ điểm, nhất cử đột phá. Cao Tông sư tới, có hy vọng phá trận. Đám đông cổ vũ. Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu, không phải đã từng bị Sở Trần đánh bại sao? Có người dè dặt hỏi một câu, ngươi không hiểu đâu, bên cạnh lập tức có người đáp lại, Cao Trấn Long Tông Sư trong Long Hổ Song Hiệp, trình độ trận pháp cực cao, nhất là đối với loại đại trận phòng ngự cỡ lớn này, rất có tâm đắc, có hắn ra tay, trận pháp này, sắp bị phá rồi. Ha ha, đệ tử Thanh Phong Quan dám coi trời bằng vung, đi theo Sở Trần luyện quyền, đợi trận pháp phá, chúng ta vọt vào. Dạy bọn họ cách làm người. Tôi chờ không nổi nữa rồi. Đông đảo võ giả tránh ra một con đường, Cao Trấn Long cất bước đi tới, đối mặt với Giang Khúc Phong. Lại còn trực tiếp bại lộ, mặc dù có người canh gác, đó cũng là điểm đột phá chí mạng. Cao Trấn Long khóe miệng khinh miệt giơ lên, trận pháp này mức độ vững chắc, liền cùng thực lực của người thủ trận có liên hệ trực tiếp. Cao Trấn Long phảng phất muốn trước khi phá trận, đến giảng giải một phen. Như vậy càng có thể biểu hiện ra trình độ trận pháp của hắn. Giờ này khắc này, Cao Trấn Long đã nắm chắc 8 phần có thể phá trận. Bởi vì có người thủ trận, trọng điểm nhắm vào một chỗ là được. Ở 4 phương 8 hướng vây công trận pháp, chỉ biết phân tán lực lượng bản thân, mấu chốt phá trận chỉ có một, đánh bại người thủ trận. Cao Trấn Long ngẩng đầu lên, thần sắc hơi trầm. Sở Trần lại đối với sự xuất hiện của hắn không có chút phản ứng nào, vẫn thoải mái vung quyền. Trang phục luyện công màu trắng dưới ánh mặt trời bao trùm, như khoác áo giáp màu vàng, thần thánh bất khả xâm phạm, dưới sự dẫn dắt của anh, trên quảng trường gần 300 đệ tử Thanh Phong Quan động tác chỉnh tề như một, nước chảy mây bay, cảnh đẹp ý vui, khí thế rung trời. Càng như thế, địa vị của Sở Trần trong lòng võ giả sẽ càng cao. Nhất định phải mau chóng phá trận pháp, Hổ, thăm dò hư thực của hắn, Cao Trấn Long mở miệng, Đặng Kiệt Hổ gật đầu, trong tay lấy ra một thanh trường đao. Đao mang sắc bén. Từ sau khi bị Sở Trần đánh bại, Đặng Kiệt Hổ đã quen với việc ra ngoài mang theo đao, bởi vì theo hắn thấy, nếu có thêm một thanh đao, có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại Sở Trần. Đặng tiền bối, người này cực kỳ cao ngạo tự phụ, ngay cả võ giả Tam Tông cũng không để ở trong mắt. Ngay lập tức có người hét lên, hung hăng giáo huấn hắn. Tôi tin Long Hổ Song Hiệp phái bắt đầu sẽ không liên tục ngã xuống 2 lần. Người thủ trận không phải Sở Trần, có thể đánh một trận. Đông đảo thanh âm cổ vũ Đặng Kiệt Hổ cũng cảm giác trong cơ thể mình có nguồn cảm hứng truyền vào, trường đao trong tay sắc bén vài phần, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Khúc Phong, hét lớn xông lên.
mắt thấy trường đao sắp bổ vào đầu Giang Khúc Phong. Cao Trấn Long hô một tiếng, cẩn thận trận pháp. Quảng trường bên cạnh bùa phát ra sánh sáng, nhanh chóng tạo thành một tầng bức thành che chở màu vàng, tụ tập ở nơi mũi đao chạm vào. Đặng Kiệt Hổ cảm nhận được lực phản chấn như thủy triều vọt tới, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, đồng thời trường đao rơi xuống đất, hạ một cỗ lực phản chấn này xuống hơn phân nửa, mặt đất phát ra tiếng chấn động. Thanh âm nghị luận xung quanh lập tức dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn, Đặng Kiệt Hổ nhìn qua, tựa hồ lại sắp bại, không thể sử dụng vũ lực, Cao Trấn Long trầm giọng mở miệng, đồng thời cất bước đi lên phía trước, chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay sắp chạm vào phạm vi bao trùm của trận pháp càng là thật cẩn thận, mãi đến khi chạm vào giới hạn trận pháp, đầu ngón tay xuất hiện một tầng màu vàng nhạt. Cao Trấn Long không có phát lực đi công kích, tầng sóng gợn này đối với hắn cũng không có tác dụng phản chấn, giờ phút này Cao Trấn Long đang lẳng lặng cảm giác môn trận pháp này. Thiên Long môn trận, sắc mặt Cao Trấn Long đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, thốt lên, thần sắc mang theo không thể tin được. Võ giả xung quanh cũng bởi vì một tiếng này của hắn xôn xao lên. Thiên Long môn trận, ở giới võ giả có uy danh hiển hách. Hộ môn đại trận cửu huyền môn, chưa bao giờ bị người phá qua. Nhưng Thiên Long môn trận, làm sao có thể xuất hiện ở Thanh Phong Quan? Từng đạo ánh mắt nhìn một đạo thân ảnh trước đại điện, anh vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên vung quyền, thân ảnh khi thì cấp bách như giỏ, khi thì cuồng dã như tuấn mã, khi thì sắc bén như tia chớp, khi thì nhẹ nhàng như mưa xuân. Mỗi một động tác của anh, không phải là luyện quyền, mà là đang diễn giải nghệ thuật võ thuật. Không ít người ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Thiên Long môn trận, toàn bộ giới võ giả chỉ xuất hiện qua cửu huyền môn, chưa từng có bất cứ nơi nào khác xuất hiện qua Thiên Long môn trận, thậm chí giới võ giả có loại đồng thuật, giống như loại đại trận phòng ngự cấp bậc Thiên Long môn trận này, nhất định phải dựa vào thiên thời địa thế mới có thể bố trí hoàn thành. Cho nên, trên thế giới, căn bản không tồn tại Thiên Long môn trận thứ hai. Không đúng, đây không phải là Thiên Long môn trận thật. Cao Trấn Long lại thốt ra, lông mày gắt gao cau. Môn trận pháp này giống Thiên Long môn trận, nhưng cũng không phải Thiên Long môn trận thật. Hắn suy đoán là từ Thiên Long môn trận sinh ra một loại trận pháp. May mắn không phải Thiên Long môn trận, nếu không, căn bản không có bất kỳ khả năng phá giải nào. Cao Trấn Long âm thầm suy nghĩ. Cảm xúc còn đang ở trận pháp, đồng thời, đề phòng Giang Khúc Phong gần trong gang tấc ra tay. Hắn kết luận, Giang Khúc Phong sẽ không cho phép hắn tùy ý cảm giác trận pháp như vậy, hắn cũng đang chờ Giang Khúc Phong ra tay, chỉ cần người thủ trận xuất thủ, tỷ lệ phá giải trận pháp càng lớn. Nhưng mà, Giang Khúc Phong cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ còn lộ ra một tia khinh thường. Hắn có thể công kích Cao Trấn Long, ngăn cản hắn phá trận. Nhưng hắn lại không ra tay. Chính là chơi, chính là chắc chắn, Cao Trấn Long không có cách nào phá trận pháp của Sở Trần. Giang Khúc Phong tham dự toàn bộ quá trình bố trí trận pháp, hắn kết luận Cao Trấn Long không cách nào phá trận. 5 phút trôi qua, Cao Trấn Long sắc mặt trở nên có chút khó chịu, trận pháp phức tạp, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, trước mắt bao người, Cao Trấn Long không thể nói không có cách nào phá trận, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía Giang Khúc Phong. Chỉ cần Giang Khúc Phong ra tay. Hắn lập tức rút lui về phía sau, vậy thì có cái cớ hợp lý, Giang Khúc Phong ngăn cản khiến hắn không có cách nào phá trận. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Khúc Phong cảnh giác lui về phía sau một bước, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Cao Trấn Long. Thấy thế, thần sắc Đặng Kiệt Hổ vui vẻ, lúc này lớn tiếng mở miệng nói, mọi người mau xem, đừng chớp mắt, Long ca sắp phá trận. Vẻ mặt Cao Trấn Long ngưng động lại, ngơ ngác nhìn Giang Khúc Phong, bên tai vang vọng thanh âm của Đặng Kiệt Hổ. Tất cả các mắt đều nhìn về phía hắn. Dù sao, đây chính là song hiệp phái Bắc Đẩu có uy danh hiển hách, hắn có thể thất bại một lần, nhưng tuyệt đối không cho phép mình liên tục thất bại. Huống chi, phá phòng ngự đại trận, là thế mạnh của hắn. Cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc. Trong đám người, một thân hình tương đối nhỏ nhắn trà trộn vào trong đó, nhìn ra xa, âm thầm cắn răng, ngẩng đầu đảo qua bốn phía, cô muốn tìm một vị trí cửa gió, thi triển khói độc. Nếu không, một khi trận pháp bị phá, nhiều võ giả như vậy vọt vào, thực lực của Sở Trần mạnh hơn nữa, cũng hai quyền khó địch bốn tay. Liễu Thiên Thiên khuôn mặt lụa móc gơ che, đôi mắt đẹp chuyển động một chút, tập trung một chỗ cao. Nhanh chóng đi về phía nơi đó. Việc phóng xạ khói độc, điểm cao là vô cùng quan trọng, ngoài ra, còn có một điểm mấu chốt, chính là hướng gió cùng thời cơ. Con người Liễu Thiên Thiên nhìn Cao Trấn Long đang cố gắng phá trận, tay cầm độc phấn.
giờ phút này hướng gió cũng đúng rồi, cô liền chờ thời cơ trận pháp bị phá, trong nháy mắt trận pháp bị phá, võ giả xung quanh tranh nhau tràn vào quảng trường, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, sẽ có khói độc từ phía sau bọn họ bay tới. Đang ở thời điểm Liễu Thiên Thiên hết sức chăm chú, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, em làm sao lại ở chỗ này? Liễu Thiên Thiên hoảng sợ, nghiêng mặt nhìn lại, là thanh âm của chị. Liễu Mạn Mạn tay cầm vỏ kiếm, trường kiếm giấu ở phía sau, mặt quấn lụa mỏng, thoạt nhìn là trang phục chuẩn bị chiến đấu, lúc này cau mày đi tới, Liễu Thiên Thiên vì tìm kiếm điểm cao, tránh khỏi đám người, quá dễ bị người phát hiện, nếu như không phải đa số người chú ý đều ở trên người Sở Trần cùng với Cao Trấn Long đang phá trận, khẳng định sẽ có người nhìn thấy thiếu nữ cầm độc phấn này. Liễu Mạn Mạn trước tiên đi tới, cô muốn ngăn cản Liễu Thiên Thiên hồ nháo. Em, Liễu Thiên Thiên theo bản năng nắm chặt túi trong tay một chút, bên trong túi chứa chính là độc phấn. Không đúng, sao chị cũng lại ở đây? Liễu Thiên Thiên không trả lời Liễu Mạn Mạn, ngược lại hỏi một tiếng, không phải chị nói hôm nay đi dạo trung tâm thương mại sao? Làm sao lại lên Thanh Phong Quan dạo? Bởi vì nơi này náo nhiệt, câu trả lời của Liễu Mạn Mạn vô cùng chính thức. Hai chị em ánh mắt liếc nhau một cái. Chị ơi, chúng ta ai cũng đừng nói. Liễu Thiên Thiên nói, em chính là có chút nhìn không quen, những người này rõ ràng là muốn cướp đồ của Sở Trần, còn một bộ lý lẽ, bộ dạng hợp tình hợp lý, cho nên, Liễu Thiên Thiên giơ túi trong tay lên một chút, đắc ý nói, thành quả nghiên cứu độc vương tâm kinh mới nhất, tông sư chúng một chút, trong vòng 3 giây, nhất định hôn mê. Liễu Mạn Mạn cầm túi tới, vậy để chị đi, em cẩn thận một chút, đừng bại lộ thân phận của chúng ta, tuy rằng lập trường của chúng ta là ở Sở Trần. Nhưng mà, chúng ta đều là đệ tử Bách Hoa Cung, không thể liên lụy đến Bách Hoa Cung. Em hiểu rồi, Liễu Thiên Thiên nói, nhưng, nói không chừng cô cũng tới đây. Cô đến rồi, Liễu Mạn Mạn ngẩn ra, chợt lắc đầu, cô tuy rằng đối xử với Sở Trần không giống với những người đàn ông khác, nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện trong trường hợp này, đừng nói là Sở Trần, cho dù là ba chúng ta đối mặt với loại tình huống này, cô lựa chọn nhiều hơn vẫn là để cho ba chúng ta tận lực khuất phục các đại môn phái. Sự tình liền qua đi. Trong đầu Liễu Thiên Thiên xẹt qua bóng dáng mỗi đêm trèo tường, hình ảnh không cách nào xóa sạch. Chị không biết, Sở Trần và cô, Liễu Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Liễu Mạn Mạn nghi hoặc nhìn cô một cái. Hai người cũng không có nhận ra, ở trong đám người, còn có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, thần sắc phức tạp, một lúc lâu sau, đạo thân ảnh này thở dài một tiếng, vẫn là đi tới phía hai cô gái. Hai con, đây không phải là một nơi để chơi. Liễu Khai Hồng giận dữ mắng. Đêm hôm trước ba người nói lời tạm biệt với nhau, sáng sớm trong đám người tại Thanh Phong Quan tình cờ gặp nhau. Liễu Mạn Mạn có chút xấu hổ nhìn Liễu Khai Hồng. Liễu Thiên Thiên mở to con ngươi, cha cũng muốn tới cướp thiên cơ huyền trận của Sở Trần. Đừng nói nhảm, Liễu Mạn Mạn nói, ý đồ của cha hẳn là giống như chúng ta. Liễu Khai Hồng nhìn thoáng qua Sở Trần đang vung quyền cước trong trận pháp. Giới võ giả đã lâu không xuất hiện tài kiệt trẻ tuổi như vậy, bất luận là tiềm lực công phu, hoặc là nhân phẩm đạo đức, Sở Trần đều là thượng thừa, chỉ dựa vào việc cậu ấy nguyện ý mỗi thứ sáu ở y quán Liễu gia chữa bệnh từ thiện. Chuyện hôm nay, ta cũng không thể trơ mắt nhìn, chỉ là, sức lực của một mình ta, chỉ sợ cũng không thay đổi được kết cục. Liễu Khai Hồng thần sắc trở nên nghiêm túc, ta sẽ toàn lực bảo vệ sinh mệnh của Sở Trần chu toàn, hai người các con, không được hồ nháo, lập tức xuống núi. Đợi lát nữa chiến đấu bộc phát, ta không chú ý được các dây con. Cha, con có khói độc, Liễu Thiên Thiên vừa giữ lời, đã bị Liễu Khai Hồng cắt đứt, chờ khi nào con nghiên cứu ra khói độc có thể thả ngã tông sư, mới có tư cách ra tay dưới tình huống này, Mạn Mạn, lập tức dẫn Thiên Thiên xuống núi. Liễu Mạn Mạn cũng có chút không tình nguyện, trong tay cô mang theo trường kiếm, hôm nay cũng có chuẩn bị chiến đấu. Liễu Thiên Thiên không từ bỏ ý định, cha, người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh tề. Làm sao có thể tùy tiện tách ra đây? Còn không kịp nói thêm gì, xa xa truyền đến tiếng động trời. Cao Trấn Long bắt đầu mạnh mẽ phá trận, một quyền liên tiếp một quyền, trùng kích tòa phòng ngự trận pháp này, tận khả năng dỡ bỏ lực lượng phản chấn hoặc dẫn vào dưới đất. Thế nhưng, một hơi mấy chục quyền đánh ra ngoài, trận pháp không có một chút động tĩnh. Không được, tôi chịu không nổi nữa, vẫn phải nháy mắt. Cao Tông Sư rốt cuộc có được hay không? Tôi thấy một chút treo, thời gian học buổi sáng của Sở Trần sắp kết thúc, chúng ta cứ trơ mắt nhìn như vậy. Long ca cố lên, Đặng Kiệt Hổ hét lớn, im miệng, Cao Trấn Long quay đầu lại, phẫn nộ quát, còn không tới cùng nhau phá trận. Đặng Kiệt Hổ sửng sốt, rất nhanh,
Long hổ song hiệp lần thứ hai liên thủ, trùng kích địa long môn trận. Người áo đen Giang Khúc Phong, vẻ mặt lãnh khốc khinh thường, cũng ra tay, thân là người thủ trận, hắn chính là lực lượng hạch tâm của địa long môn trận. Nếu như chỉ là sức lực một mình Giang Khúc Phong, chống lại long hổ song hiệp có thể sẽ có chút cố hết sức, nhưng hiện tại, dưới điều kiện tiên quyết lực lượng có thể điều động trận pháp, tất cả có vẻ thành thạo, không bao lâu, long hổ song hiệp bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, làm Trục Lãng Tam Tiên nghe tin chạy tới đột ngột dừng lại. Long hổ song hiệp có thể bị đánh tan hai lần, nhưng Trục Lãng Tam Tiên, tuyệt đối không được, chỉ cần không ra tay, sẽ không bị đánh bại. Càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới, khi nhìn thấy phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn cùng với Chiến Long Đảo đều ngưng công kích trận pháp, võ giả các môn các phái còn lại đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục mà kiên trì nữa, chỉ có thể đứng ở một bên, thần sắc không cam lòng. Cách đó không xa, hai chị em Liễu Gia thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cho rằng lúc Cao Trấn Long sắp phá trận, hai người đều nóng lòng, Liễu Thiên Thiên là người đầu tiên bại lộ hành tung, Liễu Mạn Mạn cũng xuất hiện, kết quả khiến Liễu Khai Hồng bắt tại trận. Liễu Khai Hồng tuy rằng ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng hai con gái chính là không chịu xuống núi. Bọn họ sẽ cùng tiến cùng lùi với cha mình, đồng thời, thần sắc kiên định nhìn Sở Trần trong trận pháp. Nội tâm Liễu Khai Hồng có chút phức tạp, một hồi không có mệnh lệnh của ta, hai người các con không được hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Khai Hoành dặn dò, hai cô con gái đồng thời đồng ý, mặt trời mọc lên, biển mây dần dần tiêu tán. Một buổi học buổi sáng đặc biệt này của đệ tử Thanh Phong Quan cũng sắp kết thúc. Thanh Phong đạo trưởng nhìn bóng lưng áo trắng phía trước, thần sắc không cách nào kiềm chế được kích động. Một hồi học buổi sáng khác biệt, kỳ môn càn khôn bộ đơn giản, đạo tông trường quyền tầm thường, ở trong tay thiếu chủ thi triển ra, lại có tác dụng hóa mục nát thành thần kỳ này. Nếu như không phải hắn đối với hai bộ công phu cơ bản này quá mức quen thuộc, quả thực cho rằng Sở Trần thi triển ra là một bộ võ công tuyệt học mới tinh. Toàn bộ thực lực của đệ tử Thanh Phong Quan đều tăng lên một cấp độ. Kể cả bản thân Thanh Phong đạo trưởng, đều cảm giác cảm ngộ không ít trong buổi học buổi sáng này. Đây chính là bài học buổi sáng của thiếu chủ Cửu Huyền. Thanh Phong đạo trưởng thử nghĩ một chút, cho dù buổi học Tam Tông giáo được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả cũng tuyệt đối so ra kém lớp học sớm này của thiếu chủ. Hắn hiểu được, võ giả vây xem bên ngoài cũng có thể nhìn rõ, bởi vậy, Tam Tông tuyệt đối sẽ không tiến hành giảng dạy sau giờ học buổi sáng của thiếu chủ, sẽ hình thành sự tương phản càng thêm rõ ràng mà mắt thường có thể thấy được. Càng làm cho Thanh Phong đạo trưởng cùng với gần 300 đệ tử Thanh Phong Quan kích động chính là, toàn bộ thời gian học buổi sáng, bọn họ lại không bị cắt ngang. Xung quanh đều là võ giả các phái như hổ rình mồi, bọn họ ngay từ đầu điên cuồng công kích trận pháp, nhưng cuối cùng, lại đều không có thành công. Một bộ trường quyền kết thúc, Sở Trần quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu xuống, áo trắng luyện công thuần khiết như khoác kim quang, đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chú phía trước, cuối cùng diễn giải một lần, bắt đầu. Dựa theo thanh âm hét lớn ngút trời, Sở Trần một bên hô chiêu sổ, một bên chậm rãi cất bước xuống bậc thềm đá, đồng thời thờ ơ nhìn thoáng qua hướng cửa trận. Hiệu suất của cường giả Tam Tông so với trong tưởng tượng của anh còn thấp hơn. Nguyên nhân không khó đoán, ba hòa thượng không có nước uống. Tam Tông đều hy vọng đối phương có thể ra tay phá trận. Nhất là sau khi Long Hổ song hiệp phái bắt đầu thất bại, càng không hành động thiếu suy nghĩ. Đạt Ma Sơn cùng Chiến Long Đảo đều không nóng nảy, dù sao hiện tại mất mặt không phải bọn họ. Quả nhiên, không bao lâu sau, đội ngũ phái bắt đầu xuất hiện, dẫn đầu là Mộ Dung Thừa Phong. Mộ Dung Thừa Phong vẻ mặt lãnh đạm như nước, từ trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đi tới trước trận pháp, đối diện Giang Khúc Phong. Một lát sau, Mộ Dung Thừa Phong xua tay, bắt đầu thất tinh trận. Cao Trấn Long và Đặng Kiệt Hổ cũng tham gia. Nếu ngay cả Mộ Dung Thừa Phong cũng tự mình ra tay, còn không phá được trận pháp này, phái bắt đầu cũng không cần phải ở lại chỗ này. Khi trận pháp thành hình, Mộ Dung Thừa Phong lập tức đi lên, mượn lực lượng của bắt đầu thất tinh trận, bắt đầu trùng kích Đại Long môn trận. Không có thủ pháp đặc biệt, chính là dựa vào lực lượng tuyệt đối, muốn phá vỡ Địa Long môn trận. Chiêu công kích đầu tiên, làm cho cả Địa Long môn trận lắc lư rất nhỏ. Giang Khúc Phong thần sắc nghiêm túc, chuyên chú ngăn cản. Bắt đầu thất tinh trận lấy tông sư đỉnh phong làm mũi nhọn, thế công hung mãnh. Đại trận phòng ngự lung lay sắp đổ. Không ít võ giả đều tụ lực chờ đợi, chờ phòng ngự đại trận vừa phá, lập tức xông lên. Nhớ kỹ, lát nữa không thể hành động thiếu suy nghĩ, đi theo phía sau ta. Liễu Khai Hồng trầm giọng phân phó. Liễu Mạn Mạn gật đầu. Con biết rồi,
Liễu Thiên Thiên cũng nhu thuận gật đầu. Ầm, lại là một lần trùng kích mãnh liệt, phòng ngự đại trận, Giang Khúc Phong lui về phía sau hai bước. Ánh mắt các võ giả sáng ngời, tòa đại trận phòng ngự này sắp bị phá. Khoảnh khắc thú vị cuối cùng đã đến, đứng gần góc rừng cây chính là mọi người phái Thiên Cơ, giờ phút này, trưởng lão Huyền Minh phấn chấn, râu đều rung rung, đứng dưới tảng cây, một tay nắm chặt thân cây, nhìn ra xa. Ngày tận thế của Sở Trần sắp đến, nếu như Sở Trần không kịp thời giao ra Thiên Cơ huyền trận, kết cục của hắn chỉ sợ chỉ có một, chính là ở trong hỗn loạn bị đánh chết. À, hắn vẫn đang giả vờ, lần này hắn có thể giả vờ hơi quá. Ám, khóe miệng Giang Khúc Phong tràn ra máu tươi, trận pháp lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, lớp học bồi đã kết thúc, Thanh Phong đạo trưởng quay đầu lại, nhìn hướng cửa vào trận pháp, sắc mặt hơi biến ảo một chút. Buổi học buổi sáng hôm nay, toàn bộ Thanh Phong quan được hưởng lợi là mắt thường có thể thấy được, nhưng kế tiếp phải đối mặt, chính là lửa giận của các đại môn phái, đệ tử Thanh Phong quan nghe lệnh. Thanh Phong đạo trưởng hít sâu một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Sở Trần đứng tại chỗ bất động, lưng chắp hai tay, bỗng nhiên mở miệng, Phong ca, có thể rút lui rồi. Ngay khi bắt đầu thất tinh trận sắp lại một lần nữa trùng kích địa long môn trận, Giang Khúc Phong quyết đoán lui về phía sau, tránh né công kích lần này. Ầm ầm, trận pháp bị phá. Vù vù, một cơn gió thổi qua. Sắc mặt Liễu Thiên Thiên biến đổi, hướng gió thay đổi. Vốn vị trí cô đứng cùng quảng trường là hướng thuận gió, nhưng hiện tại gió biến đổi, thuận gió biến thành ngược gió. Điều này có nghĩa là, độc phấn của cô sẽ không có tác dụng gì. Thế cục trên sân thay đổi ngay lập tức. Mộ Dung Thừa Phong cũng không có trước tiên tiến vào quảng trường, mà là thần sắc lạnh lùng quét về phía đệ tử Thanh Phong quan trong quảng trường, cái gì cũng không cần nói, trước tiên cho bọn họ một giáo huấn sâu sắc, ta muốn trong 10 phút, đệ tử Thanh Phong quan, tất cả đều bị phế. Bốn phương tám hướng, võ giả các môn các phái, thế tới hùng hổ. Lúc này, sắc mặt Liễu Khai Hồng biến đổi, thanh âm nhẹ nhàng, theo sát ta. Tuy nhiên, đằng sau không có phản ứng, Liễu Khai Hồng giật mình. Quay đầu lại nhìn, hai con gái đã không biết tung tích. Đồng tử Liễu Khai Hồng ngưng động lại, đột nhiên hướng về phía quảng trường, quả nhiên, Liễu Mạn Mạn cùng Liễu Thiên Thiên đã sắp vọt tới bên cạnh Sở Trần. Sở Trần, tôi tới giúp anh. Liễu Thiên Thiên là người còn chưa tới đã hô to. Xác định không phải tới cản trở sao, Sở Trần âm thầm nói thầm, nhưng, trong lòng vẫn rất cảm động, loại thời điểm này, muốn vọt vào, cần dũng khí lớn. Kiếm quang sáng lên. Liễu Mạn Mạn không nói gì, nhưng hành động nói lên tất cả. Võ giả xung quanh từng bước tới gần, tựa hồ muốn khí thế áp chế người ở trung tâm quảng trường trước. Liễu Khai Hồng cũng vọt tới, hung hăng trừng mắt nhìn hai người con gái, đứng ở bên cạnh các cô, chuẩn bị nghênh địch. Lên, dựa theo một tiếng hét lớn, các võ giả trong khoảnh khắc giống như thủy triều nhanh chóng vọt về phía trước. Trong nháy mắt này, giống như lũ quét bùng nổ, khuôn mặt Triệu Trụ toát ra mỉm cười. Lắc đầu cảm thán, chậc chậc chậc, cách xa xa đều cảm nhận được cỗ khí thế này a. Sở Trần muốn làm náo động, kéo lên đệ tử Thanh Phong quan, nếu như toàn bộ đệ tử Thanh Phong quan đều bởi vì hắn mà bị phế, ta ngược lại muốn nhìn xem, nửa đời sau của Sở Trần, đối mặt với nội tâm của mình như thế nào. Nói bậy cái gì, Sở Trần làm sao còn có thể có nửa đời sau, ta dám nói, Sở Trần hôm nay không có cách nào hoặc là rời khỏi Thanh Phong quan. Mọi người phái Thiên Cơ tâm tình sung sướng. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ như sấm. Cơ hồ đồng thời, một đạo thanh âm giống như thiên lôi chợt nổi lên, ai dám động đến thiếu chủ Cửu Huyền ta. Thanh âm nóng bỏng như sấm, chấn thiên động địa, từ xa truyền đến, từ xa đến gần, chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà, võ giả bốn phương tám hướng xông lên căn bản không nhịn được bước chân, cũng không có ý thức dừng bước, trong mắt bọn họ chỉ có đông đảo đệ tử Thanh Phong quan luyện công màu trắng ở giữa quảng trường. Bởi vì Mộ Dung Thừa Phong nói, trong vòng 10 phút, phế hết đệ tử Thanh Phong quan. Mệnh lệnh đến từ một trong những thế lực siêu cấp của giới võ giả. Võ giả các phái vừa muốn biểu hiện thật tốt cho phái bắt đầu xem, thứ hai, trận pháp vừa rồi bị phá tất cả xảy ra trên quảng trường, làm bọn họ cảm thấy ghen tị khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Giết, sông A, khí thế như cầu vòng, đệ tử Thanh Phong quan đứng cùng một chỗ, như lâm đại địch, thần sắc ngưng trọng, nhưng mà... không ai lùi bước. Sở Trần, phải làm sao? Liễu Thiên Thiên thốt lên, nhìn Sở Trần. Đối với Sở Trần mà nói, đạo thanh âm vừa rồi kia thật sự quá quen thuộc. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn trời cao. Đến rồi,
Ngay trong phút đông đảo võ giả xông tới gần Sở Trần, một cơn mưa bùa từ trên trời rơi xuống. Rất nhiều bùa giống như mưa to rơi xuống, trong đó lấy ngũ lôi phù chiếm đa số. Từng tấm ngũ lôi phù rơi xuống đám người, không khác biệt công kích, tiếng sấm chấn thiên động địa. Ầm ầm, Sở Trần nghĩ đến một thành ngữ, sấm sét giữa trời quang. Trời nắng, sấm chớp không ngừng. Đối với võ giả các phái mà nói, đây quả thật là sét đánh giữa trời quang, thế nào cũng không nghĩ tới, trong quá trình xông về phía đệ tử Thanh Phong Quan, lại sẽ có bùa từ trên trời giáng xuống, khiến bọn họ trở tay không kịp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bùa không chỉ có ngũ lôi phù, còn có hỏa phù, võ giả sau khi gặp phải sét đánh, kinh hãi phát hiện, quần áo trên người mình còn bị đốt cháy, càng thêm kinh hoàng, lập tức trực tiếp loạn trận cước, có người trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, có người xoay người liền lui, hiện trường nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh này, không ít người trợn mắt há hốc mồm. Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên phục hồi tinh thần, kích động vạn phần, cửu huyền môn đến rồi. Thanh Phong đạo trưởng cũng đột nhiên hiểu được, vì sao thiếu chủ dám dẫn theo đệ tử Thanh Phong Quan mạo hiểm, đắc tội đùa giỡn Tam Tông cùng với các đại môn phái như vậy, thì ra, thiếu chủ đã sớm có chuẩn bị. Cường giả cửu huyền, trợ giúp Thanh Phong Quan, giới võ giả, đại phái chính thống đối với hệ thống kỳ môn có sự khinh bỉ trời sinh, nhưng dưới tình huống như vậy, cửu huyền môn vẫn được tán thành như cũ, cùng tam đại đại phái chính thống nổi danh, có thể thấy được thực lực của cửu huyền môn cường đại. Thậm chí, giới võ giả chưa từng có ai biết lực lượng cụ thể của cửu huyền môn. Mọi người đều biết, chi nhánh cửu mạch cửu huyền môn, mạch chủ cửu mạch, tất cả đều là cường giả khí tức cảnh. Điều này là nhiều hơn bất kỳ trong số ba tông. Cửu huyền môn không phải đã đóng cửa rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Cao Trấn Long thần sắc âm trầm xuống. Bọn họ biết thân phận của Sở Trần, nhưng cũng biết tình thế trước mặt. Cửu huyền môn sở dĩ cường đại như vậy, uy danh hiển hách mạch chủ cửu mạch đánh xuống, nhưng hiện tại mạch chủ cửu đại đều đã bị vây ở nước ngoài, mất đi liên lạc, cửu huyền môn, tương đương với mãnh hổ mất đi răng sắc bén. Về phần dưới khí thức cảnh, năm cao thủ đứng đầu trong giới võ giả đều do ba phái tiếp quản. Nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện cường giả bên ngoài mạch chủ cửu đại cửu huyền môn, cho nên, bọn họ không kiêng nể gì vây công Sở Trần, dưới tình huống tin tưởng cửu huyền môn đóng cửa sẽ không đến trợ giúp, cũng tự tin, cho dù đệ tử cửu huyền môn đến trợ giúp, cũng không có khả năng dựa vào lực một phái, cùng võ giả giới tam tông tề tụ chống lại. Nhưng cường giả cửu huyền môn còn chưa xuất hiện, hiện giờ đã tới một đợt thương tổn cực lớn trùng kích. Đây không thể nghi ngờ là đánh vào mặt cái gọi là đại phái chính thống. Tất cả mọi người chật vật lui về phía sau. Mộ Dung Thừa Phong thần sắc lạnh như băng, đứng ở chỗ cao, quan sát một màn này, thản nhiên nói, tới thật đúng lúc, trận chiến này qua đi, cửu huyền môn không xứng danh với Tam Tông nữa. Hắn muốn dùng trận chiến này, nghiền nát danh truyền kỳ của cửu huyền môn ở giới võ giả. Cửu huyền môn am hiểu chính là kỳ môn thuật, trong đó có bùa, là sở trường của bọn họ. Cho nên cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Bên kia, cường giả Chiến Long đảo Trạm Vô Địch thản nhiên mở miệng. Cửu huyền môn đóng cửa hay không, hắn cũng không thèm để ý, ở trong lòng hắn, hôm nay cửu huyền môn nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao, Sở Trần chính là thiếu chủ cửu huyền, trước tiên hãy xem phái bắt đầu ứng phó như thế nào. Trạm Hải cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Trần trên quảng trường, ánh mắt hiện lên cơn giận dữ lạnh lùng, thất bại của Trục Lãng Tam Tiên làm hắn khó bình tĩnh. Trong đội ngũ Chiến Long đảo, đứng ở vị trí cuối cùng chính là Trạm Mục Tư. Sư huynh, sao sư huynh lại ở đây? Một tiểu sư đệ bên cạnh Trạm Mục Tử cảm thấy kỳ quái. Trạm Mục Tư sư huynh chính là thiên kiêu trẻ tuổi của Chiến Long đảo, cùng Trạm Hải, một trong tam tiên Trục Lãng, lại càng có quan hệ không nhỏ. Lúc xuất phát từ Chiến Long đảo, hắn vẫn đi theo bên cạnh Trạm Hải, nhưng hiện tại, hắn lại chạy đến phía cuối đội đứng. Bởi vì nơi này cách Sở Trần xa nhất. Trạm Mục Tư mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp lại, ta lo lắng có người từ phía sau phát động tập kích, cho nên tới nơi này canh giữ, bảo vệ chu toàn các ngươi. Tiểu sư đệ nhất thời cảm động, Trạm Mục Tư sư huynh thật tốt quá. Bên kia, các võ tăng Đạt Ma Sơn cũng chưa ra tay. Dưới đợt tấn công của bùa này, võ giả các phái bị thương không ít, không ai dám xông lên quảng trường nữa. Bên cạnh Sở Trần, Liễu Thiên Thiên ngây ra như phỗng. Trong đầu còn đang hồi tưởng lại một đợt công phu bùa rực rỡ vô cùng vừa rồi. Ngược lại, độc khói của cô cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thật sự không đáng kể. Liễu Khai Hồng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, các sư thúc của ta tới rồi. Lời vừa dứt, xa xa, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới,
rơi vào trên quảng trường. Tới viện trợ nhìn như cùng nhau đến đây, nhưng rõ ràng chia làm 9 tiểu đội, tổng cộng 9 tiểu đội, đại diện cho cửu cạch cửu huyền môn. Sở Trần là đệ tử của mạch chủ cửu mạch, lúc này 9 người cửu mạch dẫn đội, đều là sư thúc của Sở Trần. Tham kiến thiếu chủ, cửu mạch cửu huyền, đồng thời chắp tay về phía Sở Trần, thanh âm vang dội, làm cho người ta sợ hãi. Đây cũng không phải là 9 tiểu đội bình thường, bọn họ vừa mới xuất hiện, võ giả các phái xung quanh đều cảm nhận được lực lượng cường đại trên người bọn họ truyền đến. Mỗi một người đều là võ đạo tông sư, 9 người một mạch, 9 mạch 81 tông sư. Cứ như vậy, Sở Trần này, có hơn 81 vị võ đạo tông sư. Phải biết rằng, hôm nay Thanh Phong Quan, võ đạo tông sư của các đại môn phái, bao gồm cả Tam Tông, tổng cộng mới có 1138 người. Vốn là cục diện đông đảo tông sư vây công Sở Trần, nhưng cửu huyền môn lập tức xuất hiện 81 võ đạo tông sư, mặc dù số lượng vẫn còn ít hơn các đại môn phái cộng lại 138 người, thế nhưng, nếu dùng quân đội để hình dung hai bên, các đại môn phái là tạm thời ghép lại mà thành tạp bài quân, mà cửu huyền môn, thuộc về quân chính quy được huấn luyện tốt, bọn họ cùng có nguồn gốc. Hiểu rõ lẫn nhau, có thể phát huy ra sức chiến đấu nhất định càng thêm cường đại. Võ giả Chiến Long Đảo và Võ Tăng Đạt Ma Sơn đều đồng thời đi tới trận doanh phái bắt đầu. Cường độ trợ giúp của cửu huyền môn, khiến bọn họ không có cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa. Trận chiến hôm nay, chỉ có Tam Tông liên thủ, đồng thời kêu gọi võ giả các phái cùng ra tay, mới có thể đánh bại cửu huyền môn. Trước ngày hôm nay, tất cả mọi người đánh giá thấp Sở Trần, cũng đánh giá thấp cửu huyền môn. Trạm Vô Địch đi tới, đứng chung một chỗ với Mộ Dung Thừa Phong phái bắt đầu, nhưng mà... Cứ như vậy, muốn thắng trận chiến hôm nay, còn chưa đủ. Thần sắc Trạm Vô Địch vẫn tràn đầy tự tin. Cường độ trợ giúp của cửu huyền môn khiến hắn bất ngờ, nhưng đó cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chiến Long Đảo kiêu ngạo thúc đẩy hắn tiếp tục khinh thường Sở Trần cùng với cửu huyền môn. Đương nhiên, Trạm Vô Địch tuyệt đối không phải mù quáng khinh thường. Lực lọm của Chiến Long Đảo phái tới, không chỉ có những thứ bên ngoài này, còn có chuẩn bị khác. Đợt này, trong mắt Trạm Vô Địch, các đại môn phái ở tầng thứ nhất, viện quân của Sở Trần đột kích đứng ở tầng thứ hai, mà Chiến Long Đảo bày mưu tính kế còn ở tầng thứ năm. Tông sư phía dưới, lui ra sau 100 mét, Mộ Dung Thừa Phong trầm giọng mở miệng. Mặc dù hiện giờ Thanh Phong Quan tụ tập võ giả các phái vượt qua ngàn người, thế nhưng, dưới đội ngũ tông sư khổng lồ của hai bên trận doanh, võ giả tông sư phía dưới, chỉ là gánh nặng. Lời nói của Mộ Dung Thừa Phong vừa dứt. Một người cuối cùng của đội ngũ phái bắt đầu bất ngờ lui về phía sau. Sư huynh, tiểu sư đệ phục hồi tinh thần lại, đuổi theo, sư huynh chờ ta. Trạm mục tư Trấn Thanh nói, ta lui về phía sau 100 mét trước, nhìn xem phía sau còn có viện quân của cửu huyền môn hay không. Sư huynh thật sự quá tốt, trạm mục tư lui về phía sau, đồng thời cũng lên cao, chọn địa hình thuận lợi để xem cuộc chiến. Hắn cũng không tin, chạy xa như vậy. Sở Trần còn có thể dùng thuật cách không khống chế vật để khống chế hắn, huống chi, hai ngày nay, Trạm Mục Tư mỗi ngày đều tôi luyện ý chí của mình. Sở Trần muốn khống chế ta, cũng không dễ dàng như vậy, Trạm Mục Tư cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Trần trên quảng trường xa xa. Trong mắt đầy khinh bỉ, hắn sẽ không bao giờ ngã hai lần ở cùng một nơi. Hắn có bản lĩnh đến, nội tâm Trạm Mục Tư đang kêu gào, theo lời nói của Mộ Dung Thừa Phong hạ xuống. Võ giả phía trước lập tức thanh không hơn phân nửa. Trên quảng trường, dưới ý bảo của Sở Trần, Thanh Phong đạo trưởng cũng dẫn đệ tử Thanh Phong Quan đi. Xa xa có một đạo thân ảnh thờ hổn hển chạy tới. Chính là Trương Vận Quốc. Hắn cùng đội ngũ cửu huyền môn cùng nhau đến dưới chân núi, sau đó đội ngũ tông sư của cửu huyền môn đi trước một bước. Trương đạo trưởng, sao ngươi lại bị thương? Sở Trần kinh ngạc mở miệng, theo lý thuyết, Trương đạo trưởng đi tới cửu huyền môn chuyển cứu binh. Sẽ không gặp phải tình hình nguy hiểm gì. Trương Vận Quốc xấu hổ, lắc đầu, tôi không sao. Sở Trần ca ca, một đạo thanh âm thanh thúy không linh. Chị em Liễu gia đồng thời nhìn qua, một thiếu nữ váy xanh, khuôn mặt thuần mỹ, ánh mắt linh động như tinh linh, trong suốt vô cùng, đi về phía Sở Trần. Khuôn mặt Sở Trần toát ra ý cười, tiểu vô ưu cũng tới. Ngăn cũng không ngăn được. Một bên, một người đàn ông vạm vỡ hình thể cực kỳ cường tráng cười nói, người này họ Lữ. Tên chính Phương, tông sư cấp bậc đỉnh phong, chính là vị Lữ sư thúc cửu huyền môn tu luyện gần như tự hại mình trong miệng Mạc Vô Ưu. Tuy rằng đến từ cửu huyền môn, nhưng Lữ chính Phương cũng không có tập trung tu hành kỳ môn thuật, tu luyện chính là một môn ngoại công tương tự như kim trung cháo, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể của mình,
Lữ Phương sư huynh, chính là một trong cửu đại sư phụ của Sở Trần, mạch chủ, Sơn, mạch kỳ môn. Đệ tử, Sơn, mạch kỳ môn, cơ hồ đều am hiểu ngoại công như vậy. Cửu mạch kỳ môn, mỗi một mạch am hiểu đều không giống nhau. Phía sau Lữ Chính Phương, vài tông sư, đều là đại hán vạm vỡ, thoạt nhìn đều là tuyển thủ hình lực lượng. Lữ Chính Phương hiển nhiên đối với tiểu vô ưu sủng ái có thừa, trong lời nói toát ra sủng nịnh với cô. Bây giờ cũng không phải là thời gian để ôn chuyện. Trương Vận Quốc dẫn theo Mạc Vô Ưu cùng với chị em Liễu Gia lui về phía bên kia quảng trường. Mà lúc này, các phái tông sư do Tam Tông dẫn đầu bước vào quảng trường. Liễu tiền bối, Sở Trần nhìn Liễu Khai Hồng. Liễu Khai Hồng khuôn mặt mỉm cười, lập trường của tôi, chính là lập trường của Bách Hoa Cung. Cũng là lập trường của hai đứa con gái bảo bối của tôi, Liễu Khai Hồng nội tâm thầm bổ sung một câu. Cung chủ Bách Hoa Cung Liễu Khai Hồng, trận doanh đối diện, có người nhận ra Liễu Khai Hồng, quát to ra tiếng, ông ta đứng ở bên người Sở Trần, xem ra, cửu huyền môn cùng Bách Hoa Cung đã liên minh rồi. Ha ha, Bách Hoa Cung lại dám mạo coi trời bằng vung, hậu quả chịu nổi sao? Mộ Dung Thừa Phong cũng nhìn chằm chằm Liễu Khai Hồng, Bách Hoa Cung, muốn đối địch với giới võ giả. Mộ Dung tiền bối, Liễu Khai Hồng hai tay chắp lên, đối địch với giới võ giả, cái mũ cao này, tôi không đội nổi, chỉ là, Sở Trần mỗi tuần đều sẽ ở y quán Liễu gia tôi chữa bệnh từ thiện, trong nhận thức của tôi, cậu ấy là một thiếu hiệp đức hạnh đủ cả, không nên bị đổi đãi như vậy. Trạm vô địch nở nụ cười, ý của ông là, Sở Trần là thiếu hiệp, mà chúng tôi là cường đạo. Liễu Khai Hồng ngẩn ra, ánh mắt liếc mắt nhìn người đối diện, ánh mắt nhìn hắn đã tràn ngập địch ý. Nhiều lời vô ích, cậu nói phải, vậy thì nói đi. Liễu Khai Hồng gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt Trạm vô địch ngưng động, ánh mắt lãnh duệ nhìn chầm chầm Liễu Khai Hồng. Hắn cố ý nói như vậy, dự liệu Liễu Khai Hồng sẽ cúi đầu giải thích, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại theo lời hắn gật đầu. Sự kiêu ngạo của Chiến Long Đảo lại một lần nữa khiến hắn sinh ra cơn thịnh nộ. Cửu huyền môn thì thôi, hiện tại ngay cả Bách Hoa Cung cũng dám đắc tội Chiến Long Đảo hắn. Ông dám nói chúng tôi là cường đạo, có người lạnh lùng quát lên, động tiên, thiên hạ cùng hưởng, thiên cơ huyền trận xuất hiện, vốn là chuyện vui cả thiên hạ, dựa vào cái gì để cho Sở Trần một mình độc chiếm. Xa xa, Mạc Phổ Yêu hừ một tiếng, nhìn xem, đây là suy luận của cường đạo, trận pháp của Sở Trần ca ca, dựa vào cái gì phỉa cùng bọn họ chia sẻ. Sở Trần, ý của ngươi sao? Mộ Dung Thừa Phong trực tiếp ra tối hậu thư cho Sở Trần, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Trần. Nhẹ nhàng lắc đầu, làm người không thể quá ích kỷ a. Sở Trần tầm mắt híp lại, ý của ta, đồ của ta, dựa vào cái gì phải cùng các người chia sẻ. Thiếu hiểu biết, ánh mắt Mộ Dung Thừa Phong lạnh lùng vài phần, ta ngược lại muốn nhìn xem, cửu huyền môn, có cái gì mà đối địch với giới võ giả. Nói nhảm xong chưa, Lữ Chính Phương sải bước đi lên phía trước. Phong khí giới võ giả như vậy, quả thực chướng khí mù mịt, nếu như các người đại diện cho giới võ giả hiện nay. Cửu huyền môn ta không quan tâm động thủ, chỉnh đốn trật tự giới võ giả. Lữ Chính Phương trực tiếp chỉ điểm Mộ Dung Thừa Phong đánh một trận. Cao Trấn Long và Đặng Kiệt Hổ đồng thời đi ra, một đại hán thô bỉ vô danh, có thể vượt qua cửa ải Long Hổ song hiệp của ta rồi nói sau. Trong lòng hai người đều nghẹn một cỗ lửa giận nghẹn khuất, từ khi bắt đầu bước vào thiền thành này, mọi việc đều không thuận, hiện tại cửu huyền môn tùy xuất hiện một người, cứ như vậy kiêu ngạo. Bọn họ thật sự nhìn không được muốn cho đối phương một giáo huấn. Chỉnh đốn lại trật tự giới võ giả. Trạm vô địch cũng cười nhạo, trật tự của giới võ giả, khi nào đến phiên phái kỳ môn nói chuyện. Cửu huyền môn không có mạch chủ cửu đại chấn giữ, cũng dám kiêu ngạo. Các võ tăng Đạt Ma Sơn ra tay, quả nhiên là hòa thượng không nói nhiều. Theo võ tăng Đạt Ma Đạt xông lên, trận đại chiến tông sư vạn người chú ý này bắt đầu. Nói trắng ra, chính là một hồi quần đấu. Mỗi người chọn đối thủ của mình đi. Sở Trần mở miệng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Trục Lãng Tam Tiên. Sắc mặt Trạm Hải biến đổi, ánh mắt vội vàng tránh né, đừng chọn tôi. Trên chiến trường, kẻ không thể bị động sẽ đưa ra lựa chọn. Một giây sau, Sở Trần đã đi tới trước mặt Trạm Hải. Lại chiến một trận, khi lời nói của Sở Trần hạ xuống, thế công cũng đến. Sở Trần lựa chọn đối thủ vừa vặn, Tam Tông cùng với các đại môn phái. Cường giả tông sư đỉnh phong xuất hiện ở quảng trường tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Mộ Dung Thừa Phong phái Bắc Đẩu, Trạm vô địch Chiến Long Đảo, cùng với Không Động đại sư Đạt Ma Sơn, đều là cường giả võ đạo tông sư bảng xếp hạng top 5, càng là chỗ mạnh của đối phương. 3 người này, Sở Trần đương nhiên sẽ không chính diện tiếp xúc,
giao cho các sư thúc cửu mạch. Mà dưới tam đại cường giả thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Trục Lãng Tam Tiên cùng với Long Hổ Song Hiệp phái Bắc Đẩu và các nhân vật lớn thành danh đã lâu. Sở Trần lựa chọn Trục Lãng Tam Tiên, thứ nhất là mấy ngày trước mình từng đánh bại đối thủ, thứ hai cũng là giảm bớt áp lực cho các tông sư cửu huyền môn còn lại, dù sao đây cũng là một trận chiến tông sư lấy ít địch nhiều. Trạm Hải theo bản năng lui về phía sau vài bước, thấy Sở Trần đuổi theo không rời, lúc này tức giận gầm lên, Sở Trần, ngươi đừng cho rằng ta thật sự sợ ngươi, nếu như không phải bị trận pháp của ngươi mai phục, chúng ta làm sao có thể thua ngươi. Lời nói của Trạm Hải vừa dứt, đồng tử hai người khác trong Trục Lãng Tam Tiên đột nhiên co rụt lại, không sai, bọn họ lúc trước bại bởi Sở Trần, chính là bởi vì Sở Trần đột nhiên chui vào rừng cây nhỏ, hơn nữa bố trí trận pháp, đánh vỡ từng người bọn họ. Dưới loại tình huống hôm nay, Sở Trần chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Được, nếu Sở Trần muốn chiến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Khí thế trên người Trục Lãng Tam Tiên một lần nữa tăng lên, lấy Trạm Hải dẫn đầu, xông về phía Sở Trần. Xa xa, Trạm Mục Tư nhìn thấy một màn này, lúc này cầm nắm đấm, vung mạnh một chút, Trục Lãng Tam Tiên hôm nay, tất thắng. Lên, bên kia, Triệu Trụ dẫn theo tông sư phái Thiên Cơ cũng tiến vào chiến trường. Nếu như không phải nhìn thấy Liễu Khai Hồng Bách Hoa Cung, ta thiếu chút nữa đều bỏ qua một chuyện quan trọng. Triệu Trụ trầm giọng nói, lúc này đứng đội rất quan trọng, nhất là dưới tình huống cửu huyền môn đột nhiên phái ra đội hình tông sư cường đại như vậy, chúng ta không thể chỉ lo xem kịch, phải quyết đoán ra tay, cùng Tam Tông liên hợp, nói không chừng trận chiến này qua đi, phái Thiên Cơ có thể thoát ly phạm trù của phái Kỳ Môn, trở thành một trong những môn phái chính thống, chỉ cần Tam Tông tán thành là được. Hỗn chiến nổ ra. Đây tuyệt đối là một lần đại chiến hiếm hoi trong giới võ giả. Nguồn gốc của đại chiến là một môn trận pháp, hỗn chiến giữa hơn 200 vị tông sư. Liễu Mạn Mạn cùng Liễu Thiên Thiên nhìn Sở Trần không chớp mắt, lòng bàn tay có mồ hôi lạnh toát ra, các cô đều biết đối thủ của Sở Trần là Trục Lãng Tam Tiên đến từ Chiến Long Đảo. Cường giả cấp bậc này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mặc dù hai ngày trước Sở Trần đã từng đánh bại Trục Lãng Tam Tiên, nhưng có thể lần nữa chống lại. Thắng bại không có tuyệt đối. Quá đáng, ba người đánh một mình Sở Trần. Liễu Thiên Thiên nhíu mày. Liễu Mạn Mạn cảm giác mình hình như bỏ qua cái gì đó, ánh mắt nhìn thoáng qua những nơi khác, sau đó lại rơi vào trên người Sở Trần. Trục Lãng Tam Tiên tựa hồ muốn đảo qua suy đồi chiến bại lần trước, chủ động tiến công, thuật hợp kích, liên tiếp một tầng, giống như cuồn cuộn sóng to gió lớn, trùng kích Sở Trần. Trong hỗn chiến, Liễu Khai Hồng cũng bày ra thực lực cường đại của Bách Hoa Cung. Lấy một địch hai, chống lại hai gã võ đạo tông sư, không rơi vào thế hạ phong. Liễu Khai Hồng khẽ quát một tiếng, nhìn kỹ. Ông muốn làm mẫu hai con gái bảo bối phía sau, làm thế nào để sử dụng tuyệt học Bách Hoa Cung một cách chính xác. Đám người bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm xôn xao. Hai đạo thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo độ cong duyên dáng, ngã mạnh xuống đất. Long Hổ Song Hiệp đến từ phái Bắc Đẩu lại một lần nữa gặp phải thất bại. Vị võ phu cửu huyền môn vô danh này, một thân uy lực hùng hậu, năng lực phòng ngự như tường đồng vách sắt, rất nhiều người tận mắt chứng kiến Long Hổ Song Hiệp toàn lực trùng kích người này. Người này căn bản không tránh né, năng lực công kích của tông sư giai đoạn sau, lại không cách nào đả thương người này, khi hắn phản kích, Long Hổ Song Hiệp giống như giấy tờ bay ra ngoài. Tông sư đỉnh phong, Long Hổ Song Hiệp miệng phun ra máu tươi, không thể tin nhìn về phía trước, đại hán thô bỉ bọn họ khinh thường. Lại là cường giả tông sư đỉnh phong. Nhìn lầm rồi, bọn họ lại lựa chọn một người cường đại nhất của đối phương làm đối thủ. Long Hổ Song Hiệp lại phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, Mộ Dung Thừa Phong ra tay, mục tiêu chính là Lữ Chính Phương. Tinh hà quyền nóng bỏng mà rơi xuống, giống như tinh hà đầy trời trong nháy mắt tản ra, mỗi một điểm tinh quang đều ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng. Tông sư đỉnh phong quyết đấu. Đôi mắt Mộ Dung Thừa Phong tràn ngập tự tin. Cửu huyền môn mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, nhưng chung quy cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất trong phái kỳ môn, tà đạo mà thôi, luận công phu cứng rắn thật sự, làm sao có thể chống lại đại phái chính thống, đừng nói là top 5 bảng đứng đầu tông sư, nhìn toàn bộ bảng xếp hạng tông sư, số lượng cường giả cửu huyền môn, rất ít ỏi. Tinh hà đầy trời sau khi chạm tới mục tiêu, nhanh chóng hội tụ một điểm, lực lượng cường hoành nổ tung. Cú đấm này đập mạnh vào vai trái của Lữ Chính Phương. Mộ Dung Thừa Phong đều cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Tuy nhiên, không có hình ảnh đối phương bị một quyền đánh bay, Lữ Chính Phương không hề nhúc nhích,
giống như một pho tượng bất động minh vương. Cái gì? Mộ Dung Thừa Phong kinh hãi, trong lòng hoảng sợ, hình ảnh phảng phất trong nháy mắt này dừng lại. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Vị võ phu đến từ cửu huyền môn này, lại, dùng thân thể chống một quyền của Mộ Dung Thừa Phong cấp bậc tông sư đỉnh phong. Đây, cũng quá đáng sợ. Xem ra người này chính là đệ nhất dưới mạch chủ cửu đại cửu huyền môn. Mộ Dung Thừa Phong ngẩng đầu, thấy Lữ Chính Phương mỉm cười với hắn, lại dùng chút lực, người đây là đang chơi đùa. Mộ Dung Thừa Phong quyết đoán rút lui về phía sau một khoảng cách, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Người trước mắt này, rõ ràng là cấp bậc tông sư đỉnh phong, nhưng lực phòng ngự của hắn không khỏi quá mức nghịch thiên. Mộ Dung Thừa Phong tự hỏi, cho dù là bên cạnh trạm vô địch Chiến Long Đảo, cũng không dám thừa nhận một quyền của hắn như vậy. Đối phương giống như một ngọn núi lớn, ngang dọc trước mặt hắn, mặc cho hắn giày vò như thế nào, vô ích. Mộ Dung Thừa Phong hít sâu một hơi, không còn một chút giữ lại, lần nữa lao ra ngoài. Hắn không dám có chút ý tứ khinh thị đối phương. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thừa Phong thậm chí trong lòng sinh ra một suy nghĩ, hắn chỉ cần nghĩ cách quấn lấy đối phương là được, chờ Trạm Vô Địch cùng Không Động Đại Sư đánh bại đối thủ của mình, lại liên thủ đối phó tên gia hỏa khó xử này. Thanh âm bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, theo chiến đấu tiến hành, không ít tông sư võ giả lần lượt ngã xuống. Hơn 1000 võ giả vây xem xung quanh quảng trường, giờ này khắc này, vẻ kinh hãi trong ánh mắt càng ngày càng nồng đậm. Thực lực của cửu huyền môn, thật kinh khủng. Mặc dù chỉ có hơn 80 tông sư, nhưng hiện tại, bọn họ lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Trời ơi, đây có phải là nói, một phái lực lượng cửu huyền môn, có thể chống lại tam tông thậm chí cả giới võ giả. Vừa rồi hình như có người nói cửu huyền môn không nên cùng tam tông nổi danh, tôi tin, ít nhất từ trận chiến này mà xem, cửu huyền môn, phải áp đảo trên ba tông. Âm thanh thán phục không ngừng vang lên, đầu Trương Vận Quốc còn quấn băng gạc. Trên người có nhiều vết thương rõ ràng, nhưng giờ phút này vẻ mặt vô cùng kích động. Đây chính là cửu huyền môn thánh địa đời này hắn nằm mơ cũng muốn tiến vào. Quá mạnh, ngày thường căn bản không lộ liễu, nhưng hôm nay lực lượng bộc phát ra, đủ để khiếp sợ cả giới võ giả. Ánh mắt Trương Vận Quốc phần lớn tình huống tập trung một thân ảnh trong đó, trong tay cầm một cái la bàn đặc chế, giờ phút này một người đối kháng với tông sư đỉnh phong Không Động Đại Sư của Đạt Ma Sơn, Trương Vận Quốc nhận ra thân phận của người này. Chính là kỳ môn bói toán đại sư, Nhậm Bình Sinh. Trong kỳ môn, danh tiếng của Nhậm Bình Sinh vang dội, là nhân vật cấp bậc thần tượng của thuật sĩ kỳ môn trong hệ thống bói toán. La bàn trong tay hắn, có thể khảo sát thiên địa, cũng có thể giết địch trên chiến trường. Võ Tăng Đạt Mị Ảnh Sơn Tông Sư Đĩnh Phong ở trước mặt hắn, dĩ nhiên không chiếm được lợi ích gì. Điều này khiến Trương Vận Quốc thấy nhiệt huyết sôi trào. Nguyện vọng của hắn, chính là trở thành nhân vật như Nhậm Bình Sinh đại sư. Có lẽ, một trận chiến này qua đi, hắn liền có cơ hội bái nhập cửu huyền môn. Dọc đường đi, Trương Vận Quốc nhiều lần nhìn trộm Nhậm Bình Sinh, hơn nữa còn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt hắn. Trương Vận Quốc tin tưởng, lần này mình thật sự có cơ hội bái nhập cửu huyền môn, trở thành đệ tử của Nhậm Bình Sinh. Không chỉ có Lữ Chính Phương và Nhậm Bình Sinh, một cường giả cửu huyền môn khác chồng lại Trạm Vô Địch, là một người đàn ông trung niên tay cầm ngọc tiêu, phong độ nhẹ nhàng, hình tượng ôn ngọc công tử. Nhưng ngọc tiêu trong tay vung ra, tựa hồ ẩn chứa thế tấn công âm luật như có như không, phối hợp với tuyệt học cửu huyền cường đại, thế nhưng cũng áp đảo Trạm Vô Địch một bậc, tên của hắn cũng giống như hình tượng cá nhân, hào hoa phong nhã, ôn hương nhuyễn ngọc, tiêu sái lỗi lạc, họ Chu, tên Đại Tráng. Tam Tông, cường giả tam đại tông sư đĩnh phong, đều bị vững vàng áp chế. Những người vây xem choáng váng, Mộ Dung Thừa Phong cung hoàn toàn cho choáng váng. Không Động Đại Sư, không có cách nào trấn định yên lặng giả vờ, ánh mắt bắt đầu xuất hiện bối rối, nếu Phật Tổ có linh, xin người siêu độ bọn họ đi. Trạm Vô Địch coi như trấn định, nhìn chằm chằm công tử văn nhã trước mắt, không thể tưởng được cửu huyền môn lại che giấu sâu như vậy, các hạ không ngại báo ra tên tuổi. Suy nghĩ thần bí của Trạm Vô Địch, người có tư cách cho ta biết tên của ngươi. Chu Đại Tráng thần sắc lạnh nhạt liếc Trạm Vô Địch, không trả lời, tên do cha mẹ đặt, hắn không có cách nào thay đổi. Nhưng mà, hắn có thể không đề cập tới. Ngọc tiêu trong tay vung mạnh ra, thế công như thủy triều, xông về phía Trạm Vô Địch. Thần sắc Trạm Vô Địch trầm xuống. Người cửu huyền môn thật cuồng vọng, lại không để ý tới hắn. Phá lang thiên trọng trảm. Trạm Vô Địch đã xuất ra vũ khí của mình, cũng là vũ khí thông thường của Chiến Long Đảo. Một thanh trọng xích vô phong, đen kịt u lượng, huy vũ hạ xuống,
mang theo ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, so sánh với ngọc tiêu trong tay Chu Đại Tráng nhìn qua có vẻ nhỏ yếu, nhưng đó chỉ là ảo giác mắt thường nhìn qua. Leng keng, khi ngọc tiêu cùng trọng xích va chạm trong nháy mắt, Chu Đại Tráng vẫn tiêu sái tự nhiên như cũ, ngọc tiêu cùng trọng xích đồng thời đụng ra, trọng xích cũng không có lấy được chỗ tốt gì, điều này khiến võ giả xung quanh chố mắt đứng nhìn. Phải biết rằng, trọng xích cùng ngọc tiêu tranh phong, vốn nên là một hồi sức mạnh cùng linh hoạt đọ sức, nhưng trọng xích ở trên sức mạnh không cách nào ngăn chặn ngọc tiêu, như vậy, ngọc tiêu sẽ linh hoạt làm trọng xích chịu hết khổ sở. Sự thật cũng là như thế, Chu Đại Tráng một tay ngọc tiêu phiêu giật tự do, khi thì công kích chạm vô địch trên đường, khi thì đánh lén xuống đường, khi thì trùng kích giữa đường, khiến chạm vô địch khó có thể thích ứng. Một lát sau, trên người chạm vô địch đã có thêm vài vết chảy xước, chật vật không chịu nổi. Một màn này không chỉ có chạm vô địch rất khó tiếp nhận, võ giả vây xem đều có loại cảm giác nằm mơ. Chiến Long Đảo, chạm vô địch, võ đạo tông sư xếp thứ 3. Phái Bắc Đẩu, Mộ Dung Thừa Phong, đứng thứ 4 trong bảng võ đạo tông sư. Đạt Ma Sơn, Không Động Đại Sư, võ đạo tông sư xếp thứ 2. Dưới khí tức cảnh, đội hình như vậy vốn có thể quét ngang giới võ giả, nhưng hiện tại, trời ạ, Cửu Huyền Môn quả nhiên ngọa hổ tàng long, một quân tử tiêu sái. Một đạo sĩ La Bàn, một đại hán tráng kiệt, lại ngăn trở thế công năm võ đạo tông sư, còn vững vàng chiếm cứ quyền chủ động, cứ tiếp tục như vậy, đám người Mộ Dung Thừa Phong thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người chỉ chú ý đến trận chiến đỉnh cao của tông sư. Nhìn xem những nơi khác đi, các phái tông sư ngã xuống bao nhiêu, thực lực tổng thể của tông sư, Cửu Huyền Môn thật sự cao hơn tông sư các phái không chỉ một cấp độ. Quả nhiên là giao phong giữa quân chính quy và quân tạp bài. Số lượng quân tạp bài nhiều hơn nữa, cũng sẽ gặp phải nghiền ép. Trục Lãng Tam Tiên lại bị Sở Trần treo lên đánh rồi. Tình hình chiến đấu càng lúc càng rõ ràng. Đại quân tông sư của Cửu Huyền Môn áp đảo đại phái chính thống do Tam Tông dẫn đầu. Đây mới là thực lực của Cửu Huyền Môn. Sắc mặt Triệu Trụ không ngừng biến ảo, tiểu đoàn thể phái Thiên Cơ do hắn dẫn đầu ngay từ đầu vốn định hướng về phía trước xung phong hãm trận. Nhưng sau khi biết được thực lực đáng sợ của tông sư Cửu Huyền Môn, bọn họ đã lui đến vùng ven quảng trường. Sẵn sàng rút lui, thần sắc Huyền Minh trưởng lão khó chịu, khó có thể tiếp nhận loại tình huống này. Dù sao, nhiều năm trước, phái Thiên Cơ từng cùng Cửu Huyền Môn nổi danh, đều là kỳ môn siêu cấp đại phái. Nhưng hôm nay, phái Thiên Cơ đã lưu lạc đến mức trong một hồi chiến đấu như vậy chỉ có thể đứng ở vùng ven. Tông sư Lâu Ngụy phái Thiên Cơ sắc mặt hoảng sợ. Lẩm bẩm nói, đây còn không phải là lực lượng mạnh nhất của Sở Trần. Hắn thủy chung không cách nào quên, ngày đó lúc lẻn vào biệt thự Tống gia, gặp vị Liễu bảo mẫu bình thường không có gì lạ kia. Nhưng sau đó, hắn thủy chung không thấy bóng dáng Liễu bảo mẫu. Lâu Ngụy tuyệt đối có lý do để tin, Liễu bảo mẫu thần bí kia, chính là một át chủ bài mà Sở Trần giữ lại. Bịch, bịch, bích, Trục Lãng Tam Tiên bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng Trạm Hải tràn ra máu tươi. Không thể tin nhìn Sở Trần. Hai ngày trước, bọn họ tuy rằng cũng bị Sở Trần đánh bại, nhưng Sở Trần lúc ấy, là thông qua chui vào rừng cây mai phục, thiết lập trận pháp, đánh bọn họ trở tay không kịp, mặc dù bại, nhưng trong nội tâm Trạm Hải có không phục, hắn tự hỏi lại đánh một lần nữa, Trục Lãng Tam Tiên chưa chắc sẽ bại. Ngày hôm nay thử qua, vẫn là bại, hơn nữa, trận bại trận hôm nay, dứt khoát, Sở Trần cơ hồ là ngay từ đầu vững vàng áp chế bọn họ. Cho đến một kích cuối cùng. Ngắn ngủi hai ngày, thực lực của Sở Trần lại có tiến bộ. Trạm Hải ngơ ngác đứng ở rìa quảng trường, không nhúc nhích. Xa xa, Trạm Mục Tư nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, theo bản năng đi tới thúc, Sở Trần này quá đáng ghét, tôi hoài nghi hắn sử dụng yêu thuật, mới có thể nghịch thiên như vậy. Trạm Mục Tư giờ phút này có loại cảm giác cùng Trạm Hải đồng cảm, hai bên đều bị Sở Trần ngược đãi qua. Trạm Hải gật đầu. Hắn cũng bỗng nhiên có chút hiểu được sự bất lực của Trạm Mục Tư khi đối mặt với Sở Trần. Yên tâm đi, cho dù hắn dùng yêu thuật, hắn cũng không thể thông thiên. Trạm Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần cách đó không xa. Nhưng hiện tại, lời nói của Trạm Mục Tư đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, thần sắc nhất thời kích động, tim phảng phất như sắp nhảy ra, che ngực mình lại, thanh âm khẽ run rẩy, chẳng lẽ là Trạm Hải nhìn thoáng qua Trạm Mục Tư, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Trạm Mục Tư cười ha ha, bỗng nhiên, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chợt giơ tay lên một quyền, đập thẳng vào đầu Trạm Hải. Bịch, Trạm Hải vốn bị thương dưới công kích của Sở Trần, hơn nữa căn bản không phòng bị với Trạm Mục Tư, nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, loạng choạng lui về phía sau hai bước, ngươi, còn chưa nói ra,
bên tai đã chuyển đến tiếng la hét cực kỳ kinh hoàng thất thố của Trạm Mục Tư. Tôi lại khống chế được kỹ năng của mình. Trạm Mục Tư vung thước nặng lên, đập tới Trạm Hải chật vật tránh né, đồng thời phẫn nộ giống lên, khốn kiếp, mau cút đi. Nhưng Trạm Mục Tư căn bản không khống chế được thân thể của mình, một bên hét lớn, một bên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn Sở Trần, từ giờ khắc này trở đi, Sở Trần sẽ hoàn toàn trở thành ác mộng của hắn. Hắn đời này cũng không muốn xuất hiện trong phạm vi ngàn mét của Sở Trần nữa. Hắn là ma quỷ, Trạm Hải cuối cùng vẫn mạnh mẽ một cước đá bay Trạm Mục Tư ra ngoài. Đi theo Trạm Mục Tư bị đạp bay ra ngoài còn có một người, dựa theo một trận thanh âm kinh hô không thể tin được, tông sư đỉnh phong Mộ Dung Thừa Phong đến từ phái Bắc Đẩu bị cường giả Cửu Huyền Môn đánh bay ra ngoài, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, còn làm vỡ vài khối gạch đá xanh trên quảng trường. Võ giả xung quanh cách trăm mét đều có thể cảm nhận được khủng bố. Không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu như là bọn họ, một quyền này tuyệt đối có thể khiến bọn họ trực tiếp mất mạng. Các ngươi cũng quá chậm. Lữ sư thúc ánh mắt nhìn lướt qua, tựa hồ có chút không hài lòng với tình hình chiến đấu mấy chỗ chiến trường còn lại, lắc đầu. Giữa hai hàng lông mày, căn bản không có để Tam Tông thậm chí đại phái chính thống ở trong mắt. Giờ này khắc này, trong đầu mọi người không tự chủ được hiện lên câu nói hắn vừa nói, chỉnh đốn lại trật tự giới võ giả. Từ cảnh tượng hiện tại mà xem, Cửu Huyền Môn, thật đúng là có phần thực lực này. Trạm Vô Địch cũng hít sâu một hơi. Nếu như không phải còn có hậu thủ, chỉ sợ, Chiến Long Đảo hôm nay, thật sự phải triệt để bị Cửu Huyền Môn dẫm dưới chân. Trạm Vô Địch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, thủ lĩnh hộ pháp của Chiến Long Đảo, đứng đầu võ đạo tông sư, Trạm Lôi Đình, cũng đã đến lúc xuất hiện. Xin mời đại hộ pháp, thanh âm Trạm Vô Địch vang lên, ánh mắt Trạm Mục Tư nóng rực, giờ khắc này, đệ tử Chiến Long Đảo ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Trạm Lôi Đình, thiên kiêu thiên phú nhất Chiến Long Đảo trăm năm qua, trong chư hộ pháp Chiến Long Đảo, tuổi nhỏ nhất, nhưng thực lực mạnh nhất. Gần 10 năm qua, Trạm Lôi Đình quật khởi với đệ tử Chiến Long Đảo mà nói, chính là một truyền kỳ chói mắt, từ đệ tử bình thường đến thủ lĩnh đại hộ pháp Chiến Long Đảo. Hiện giờ hắn, tuổi chỉ có 35, đã nửa chân bước vào khí thức cảnh, lại là đứng đầu bảng võ đạo tông sư giới võ giả. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Trạm Lôi Đình chính là tương lai của Chiến Long Đảo, đồng thời cũng đại diện cho tương lai của giới võ giả. Hắn rất có khả năng trở thành siêu cường giả đầu tiên vượt qua khí thức cảnh trong giới võ giả. Chiến Long Đảo đặt kỳ vọng rất lớn vào Trạm Lôi Đình, tất cả tài nguyên của Chiến Long Đảo đều dành cho Trạm Lôi Đình, để Trạm Lôi Đình thực hiện đầy đủ thiên phú võ học của mình. Trạm Lôi Đình cũng không làm Chiến Long Đảo thất vọng. Trạm Lôi Đình 35 tuổi trở thành người đầu tiên dưới khí thức cảnh được giới võ giả công nhận, phần phản hồi này đủ để làm Chiến Long Đảo hài lòng. Quả nhiên là Lôi Đình hộ pháp đến rồi. Trạm Mục Tư kích động đến thân thể run rẩy, tất cả nghẹn khuất, đau khổ, đều có cơ hội lấy về. Trên thực tế, Trạm Mục Tư và Trạm Lôi Đình là bạn cùng trang lứa, nhưng điều này cũng không ngăn cản Trạm Mục Tư sùng bái Trạm Lôi Đình vô hạn. Theo thanh âm của Trạm Vô Địch hạ xuống, không ít võ giả ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Vị thiên kiêu Chiến Long Đảo này có được sắc thái thần kỳ cực kỳ mãnh liệt, trong lòng rất nhiều võ giả có hào quang cực kỳ thần bí. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy phong thái của vị thiên kiêu Lôi Đình hộ pháp truyền kỳ Chiến Long Đảo này. Hóa ra hắn cũng đến. Mộ Dung Thừa Phong nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Chính Phương đánh hắn rời khỏi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Chiến Long Đảo lưu lại hậu thủ, mà phái Bắc Đẩu, thậm chí là Đạt Ma Sơn, cũng vậy. Bọn họ cũng không có dốc hết tất cả thực lực ngay từ đầu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đều hy vọng bên kia liên minh có thể xuất ra thêm một phần lực. Mình thì có thể bảo tồn đủ át chủ bài, ứng phó biến cố có thể xảy ra sau này. Dù sao, liên minh này, cũng không phải trên dưới một lòng, thùng sắt một khối. Lúc nào cũng có thể cỏ ngoài ý muốn. Giới võ giả chưa từng bình tĩnh qua. Chỉ có điều, giống như sóng to gió lớn như hôm nay, hiếm khi xảy ra. A-di-đà Phật, Không Động Đại Sư hai tay khép lại, hắn là cường giả đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tông sư, nhưng trận chiến hôm nay... Cùng hắn đơn đả độc đấu chính là một vị đạo trưởng đến từ Cửu Huyền Môn, trận Phật đạo tranh giành này, hắn bại trận. Không Động Đại Sư cũng không có nản chí, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên ké áo cà sa trên người một cái, lộ ra một tầng khác, áo cà sa màu đỏ thẫm, viền vàng, mơ hồ lộ ra khí tức bất thường. Đạt Ma áo cà sa. Sở Trần nhấc lông mày lên, anh nghe nói qua Đạt Ma Sơn có một loại áo cà sa như vậy,
do Cao Tăng Đạt Ma Sơn lợi dụng trận pháp chế tạo, trong đó ẩn chứa xá lợi tử của Cao Tăng Đạt Ma Sơn, xuyên áo cà sa này qua người, có thể làm cho công kích của người ta tăng lên, đồng thời, làm suy yếu công kích của đối phương. Áo quan trọng như vậy, tăng nhân khí thức cảnh Đạt Ma Sơn lại không mang ra biển. Nhâm Bình Sinh tay cầm la bàn, thật là đủ khinh thường, chẳng lẽ không biết nguy hiểm ở nước ngoài. Ngay khi áo cà sa Đạt Mị Ảnh lộ ra, bên người Mộ Dung Thừa Phong tụ tập 6 người. 6 cường giả tông sư giai đoạn sau, trong đó có tông sư xếp thứ 10. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, xây dựng Bắc Đầu Thất Tinh Trận, phụ trợ Mộ Dung Thừa Phong, lấy Mộ Dung Thừa Phong dẫn đầu, phát động tất cả thế công. Đồng thời, Mộ Dung Thừa Phong tay cầm một kiếm, bảo kiếm chân phái của phái Bắc Đầu, Thất Tinh Kiếm. Khuôn mặt Lữ Chính Phương mỉm cười, tam đại tông phái, quả nhiên đều lưu lại hậu thủ. Lão Lữ, có muốn thử xem, thân thể của ngươi có thể nhìn thấy Thất Tinh Kiếm hay không? Ngọc Tiêu trong tay Chu Đại Tráng không biết từ lúc nào đã biến thành quạt gấp, ba một tiếng, quạt gấp mở ra, Tiêu Sái tự nhiên huy động, thần sắc tự nhiên, đồng thời mang theo vài phần trêu chọc. Ánh mắt Lữ Chính Phương thoáng nhìn, câm miệng, Đại Tráng. Nụ cười của Chu Đại Tráng ngưng động lại. Phi, lão thất phu, Chu Đại Tráng không nói gì nữa, nếu không, Lữ Chính Phương phải sẽ gọi cả họ hắn. Một đạo thân ảnh cẩm phục hoa lệ giống như từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp. Đứng ở trên pho tượng điêu khắc ở quảng trường, gió núi vù vù, thổi phất quần áo của hắn, trường bào thêu bạch long, dáng người thon dài cao ngất, lưng đeo một thanh trọng xích, thoạt nhìn không tầm thường, khiến người ta có một cảm giác áp bách. Chiến Long Đảo, Trạm Lôi Đình, xung quanh quảng trường dần dần yên tĩnh lại, hình ảnh thoạt nhìn yên tĩnh, cả đám nội tâm đều nhiệt huyết sôi trào. Ngay từ đầu vốn tưởng rằng là Tam Tông vây quét Sở Trần, không ngờ viện quân cửu huyền môn thực lực cường hoành, lực áp Tam Tông. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Tam Tông sắp bại, lại xuất hiện tràng diện đủ để xoay chuyển cục diện. Đứng đầu bảng tông sư, Trạm Lôi Đình, Bắc Đầu Thất Tinh Trận, Thất Tinh Kiếm, áo cà sa Đạt Ma, áo bảo trong huyền thoại. Đây chính là nội tình của Tam Tông A, bọn họ vĩnh viễn sẽ không lấy ra át chủ bài lớn nhất của mình. Tay cầm Thất Tinh Kiếm, còn có Mộ Dung Thừa Phong ra chỉ Thất Tinh Trận, dưới khí tức cảnh, gần như vô địch. Cảm ơn Sở Trần. Để cho tôi nhìn thấy áo cà sa Đạt Ma trong truyền thuyết. Tôi cảm giác, cho dù như vậy, cửu huyền môn cũng không phải dễ ứng phó như vậy. Nếu như là trước khi cường giả cửu huyền môn xuất hiện, tôi nhìn thấy Thất Tinh Kiếm cùng áo cà sa Đạt Ma, tuyệt đối có thể tuyên bố trận chiến đấu này sẽ không hề hồi hộp. Tam Tông liên thủ cộng thêm tôi, cũng không dám nói thắng chắc cửu huyền môn. Ánh mắt Trạm Lôi Đình từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Sở Trần, tuổi còn nhỏ. Lại ở giới võ giả giấy lên sóng gió lớn như vậy, người đủ kiêu ngạo rồi. Sở Trần híp cười, cái này làm sao đủ, nếu đánh bại tông sư đầu bảng, cướp đi Thất Tinh Kiếm, thuận tiện lại lột áo cà sa Đạt Ma, đó mới là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Một câu nói đắc tội với ba tông phái. Phía sau Liễu Thiên Thiên khóe miệng nhẹ nhàng co rút, hắn còn thật sự dám nghĩ. Nhưng có lẽ Sở Trần ca ca thật sự làm được, Tiểu Vô Ưu nhìn không chớp mắt, đã lâu không gặp. Cảm giác Sở Trần ca ca càng thêm đẹp trai mê người, cũng không phải Tiểu Vô Ưu Phạm Hoa Si, cô thật sự từ trên người Sở Trần cảm nhận được một cỗ khí tức rất tự nhiên hấp dẫn người khác. Điều này trước đây không thể được cảm nhận, Tiểu Vô Ưu quy loại cảm giác này về lâu ngày gặp lại. Trên thực tế, là Sở Trần đã bắt đầu tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, làm thân thể anh tản mát ra khí tức độc đáo. Đối với Trạm Lôi Đình mà nói, phảng phất nghe thấy chuyện cười lớn, trực tiếp đưa tay ra, một tay cầm trọng xích. Chậm rãi chỉ vào hướng của cường giả cửu huyền môn, hắc thiết hàn xích, nặng ngàn cân, các ngươi ai đến thử xem, hoặc là cùng nhau lên. Dưới khí thức cảnh, Trạm Lôi Đình có tự tin gần như vô địch. Từ khi bước vào tông sư đỉnh phong tới nay, hắn chưa từng nếm qua thất bại. Một thân ảnh cường tráng cất bước đi ra, Lữ Chính Phương lắc đầu về phía Trạm Lôi Đình, ngươi còn không xứng. Các đệ tử khác của Chiến Long Đảo cũng giống như Trạm Mục Tư, lấy lại lòng tin. Dù sao lúc này thế cục trên sân, Trạm Lôi Đình đang đè ép Lữ Chính Phương. Đừng lãng phí thời gian, thân ảnh Chu Đại Tráng tay cầm quạt gãy Tiêu Sái, đi tới trước mặt Không Động Đại Sư, ta đến lĩnh giáo một chút uy lực của áo cà sa Đạt Ma. Vừa dứt lời, quạt gấp trong tay Chu Đại Tráng chỉ về phía Không Động Đại Sư, nhanh như chóp, trong nháy mắt liền tấn công về phía Không Động Đại Sư, tựa hồ căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ nào áo cà sa trên người Không Động Đại Sư. Đám đông phát ra một âm thanh hoảng loạn, bọn họ đều không rõ ý của cửu huyền môn. Rõ ràng đã có người bị Trạm Lôi Đình đè ép đánh,
bọn họ chẳng những không đi hỗ trợ, còn chủ động đi công kích Không Động Đại Sư. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nội chiến của cửu huyền môn? Có người theo bản năng phỏng đoán. Nhưng theo Chu Đại Tráng tìm tới Không Động Đại Sư, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khác cũng động, Nhâm Bình Sinh, một bộ áo đạo sĩ, đi tới trước mặt Mộ Dung Thừa Phong, bản tôn đến thử huyền cơ của Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Ánh mắt Trương Vận Quốc sáng lên, thần tượng của hắn, sư tôn tương lai, lại sắp ra tay. Ở trong lòng Trương Vận Quốc, hắn đã là đệ tử của nhất mạch bói toán cửu huyền môn. Hắn chờ mong la bàn trong tay sư tôn, cường thế phá võ, Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Trận pháp nhanh chóng tập kết, Mộ Dung Thừa Phong đã sớm chuẩn bị chiến đấu, trong nháy mắt Nhâm Bình Sinh ra tay, sáu tông sư giai đoạn sau như Long Hồ Song Hiệp phái bắt đầu phía sau Mộ Dung Thừa Phong đồng thời xông lên, lấy Mộ Dung Thừa Phong làm trung tâm, trong khoảnh khắc bố trí ra Bắc Đầu Thất Tinh Trận, trong nháy mắt trận pháp thành hình, Mộ Dung Thừa Phong đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm hồng xẹt qua không trung, bức bách Nhâm Bình Sinh. Nhâm Bình Sinh thân ảnh tránh thoát, la bàn trong tay xoay tròn với tốc độ cao. Đụng vào Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Vẫn là một trận chiến. Điều này càng làm cho người ta thán phục, ba người giống nhau đều thay đổi đối thủ, dưới tình huống phái Bắc Đầu Chiến Long Đảo cùng với Đạt Ma Sơn sử dụng át chủ bài, tựa hồ chỉ có Trạm Lôi Đình mới có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối, hai người còn lại chiến đấu, thoạt nhìn vẫn như trước ngang nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.